Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 238. Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, huynh mạnh hơn trước rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, ở trước mặt người khác, ta cũng đâu xứng với từ mạnh này. Thanh Nhi khẽ lắc đầu, đừng nói vậy, đối với ta, huynh mãi mãi là người giỏi nhất. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, Thanh Nhi, muội có thể nói cho ta biết hiện giờ muội đang ở đâu được không? Thanh Nhi đột nhiên mở bàn tay ra, chém xuống một kiếm. Xoẹt. Không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên bị chia cắt thành hai nửa, trong cái khe mới xuất hiện kia là một màu đen kịt, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Diệp Huyên quay sang nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi chớp mắt, thôi vậy. Nói rồi, nàng phất tay một cái trước mắt Diệp Huyên. Kiếm quang lóe lên. Diệp Huyên lại nhìn về phía vết nứt không gian kia một lần nữa, lát sau, không rõ nhìn thấy gì mà sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Một lát sau, Diệp Huyên thôi không nhìn nữa. Lúc này, Thanh Nhi vung tay áo, vết nứt không gian mấy vạn trượng liền khép lại, tất thảy mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, vẻ mặt nghiêm túc, đó là... Thanh Nhi mỉm cười đáp, thế giới này vẫn có phần thú vị. Diệp Huyên im lặng, trong lòng vô cùng chấn động. Thanh Nhi kéo lấy tay Diệp Huyên cùng đi đến phía xa, vũ trụ rất rộng lớn, nhưng trong mắt ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Huynh đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, ta biết ý nghĩ trong lòng huynh luôn muốn một ngày nào đó sẽ tự dựa vào sức mình. Đây là sự lựa chọn của huynh, thế nên ta sẽ chờ. Chờ đến khi ngày đó tới. Tiếp đó, nàng chỉ về phía ngân hà xa xăm, bế nghĩa tiếp tục, mà nếu như ngày nào đó huynh không muốn cố gắng nữa, cứ nói với ta. Ta sẽ thay huynh chinh phục vũ trụ vô tận này. Nói tới đây, nàng bỗng lắc đầu, thôi vậy. Chinh phục vũ trụ vô tận này cũng chẳng mang tới cảm giác thành tựu gì hết. Không có nghĩa lý gì, quản lý vũ trụ rất mệt mỏi, chỉ bằng diệt luôn cho xong. Diệp Huyên nghe thấy vậy bèn lắc đầu cười một tiếng. Phải nói rằng suy nghĩ này của Thanh Nhi quá mức nguy hiểm. Muội ấy thật sự có cái suy nghĩ tiêu diệt cả thế giới. Diệp Huyên cười đáp, ta sẽ không để muội chờ quá lâu đâu. Thanh Nhi gật đầu, ta biết. Diệp Huyên tiếp tục nhìn Thanh Nhi. Thanh Nhi cười nói, ta tin tưởng huynh. Diệp Huyên chớp mắt, nếu ta không làm được thì sao? Thanh Nhi chỉ vào bả vai mình, ta sẽ để huynh dẫm lên vai ta, đưa huynh trở thành vô địch. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nhi, nói khẽ chờ ta. Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, huynh là người thân duy nhất trên đời này của ta không chờ huynh thì còn chờ ai đây? Diệp Huyên mỉm cười. Lát sau. Hai huynh muội nắm tay nhau chậm rãi cất bước trong tinh không thăm thẳm, khung cảnh nơi này yên tĩnh đến lạ. Sau đó một tiếng, trong tinh không sâu thẳm đột nhiên có ánh kiếm lóe lên, tiếp theo đó, một bộ váy trắng phóng lên tận trời, tiến vào trong khe nứt kia. Diệp Huyên vẫn đứng im nhìn khe nứt giữa tinh không, im lặng hồi lâu. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn vào tinh không xa xăm, nói khẽ cô ấy đi rồi à? Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, khẽ gật đầu, Vân Kỳ cười nói, em gái ngươi đỉnh thật đó. Diệp Huyên cười nói, tất nhiên rồi, ha ha. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta bỏ nhà ra đi, sau đó, hiện giờ đến vấn đề ăn uống cũng khó khăn. Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Vân Kỳ. Vân Kỳ vừa nhìn thoáng qua lập tức sửng sốt, trong nhẫn có khoảng chừng 200 viên đạo tinh. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, ta sẽ cho người của vân tộc các cô biết lựa chọn của các cô chính xác thế nào. À khoan, nhầm rồi, phải là chiếc này. Triệu Huyên thu lại chiếc nhẫn kia, đưa ra một chiếc khác. Vân Kỳ xem lại lần nữa, lần này là 200 triệu đạo tinh. Phải nói là Vân Kỳ rất bất ngờ, vì nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại cho mình nhiều đạo tinh đến vậy. 200 triệu đó. Đây cũng không phải con số nhỏ. Diệp Huyên bỗng cười hỏi, Vân Kỳ cô nương, sắp tới có tính toán gì không? Vân Kỳ im lặng. Tính toán gì à? Sau khi rời khỏi vân tộc, nàng ta vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Lúc này, Diệp Huyên lại cười bảo, hay là, cô gia nhập vào thư viện của ta đi. Vân Kỳ ngó Diệp Huyên, thư viện của ngươi.
Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thư viện Quan Huyên của ta. Ta muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Cô có hứng thú cùng nhau xây dựng không? Vân Kỳ chớp mắt hỏi, có lương lậu gì không? Diệp Huyên cười ha ha, đương nhiên là có. Vân Kỳ gật đầu, vậy được. Diệp Huyên gật đầu bảo, sau khi tham gia vào thư viện của ta, cô hoàn toàn tự do, muốn rèn vũ khí thì có thể yên ổn mà rèn thần vật. Hơn nữa, nếu cô muốn bán chúng đi thì cũng có thể mang bán. Ta nghĩ, chắc sẽ bán được không ít tiền. Khả năng mô phỏng của Vân Kỳ kia quả thật khủng bố. Nếu nàng ta bằng lòng bán thì hoàn toàn không thiếu tiền. Vân Kỳ khẽ gật đầu nói, ta biết rồi. Nàng ta nói xong nhìn Diệp Huyên hỏi, giờ ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên xoay người nhìn về phía tinh không đằng xa, nhỏ giọng nói, giờ tính toán của ta hơi bị nhiều đó. Một lát sau, Diệp Huyên và Vân Kỳ cùng nhau rời đi. Diệp Huyên cũng không có trở về ngay mà là mở thư viện ở đạo vực này. Tuy vương tộc của đạo vực đã biến mất, nhưng đạo vực vẫn tồn tại. Vì trước đó, hắn đã bảo Thanh Nhi nương tay. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ làm. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyên đã xây dựng nên thư viện Quan Huyên ở đạo vực. Riêng đại điện đã có hơn 10.000 tòa, diện tích cũng lớn nhất từ trước tới nay. Nền văn minh ở đạo vực vượt xa những nơi khác nên hắn nhất định phải mời chào một đám cao thủ đỉnh cấp đến đóng giữ. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyên và Vân Kỳ bắt đầu lu bù lên. Bởi vì thực lực của ám quân thật sự quá yếu khi ở đây, nếu để hắn ta đi tìm người thì e rằng những cao thủ đỉnh cấp kia sẽ chẳng thèm để ý đến. Thế nên, Diệp Huyên chỉ có thể tự mình ra trận. Vương tộc biến mất quả thật đã khiến cho cả đạo vực giật nảy mình. Vương tộc kia vẫn luôn là bá chủ đỉnh cấp ở đạo vực, nhưng giờ nó thế mà lại biến mất. Theo thư viện Quan Huyên dần lớn mạnh, mọi người lập tức hiểu ra. Thoáng chốc, vô số thế lực đều đang âm thầm điều tra thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên và Vân Kỳ lẳng lặng đứng trước cổng thư viện. Hắn nhìn Vân Kỳ hỏi, cô đến quản lý thư viện này, thế nào? Vân Kỳ chớp mắt nói, để ta làm thật à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, có điều, cô phải nghe theo lệnh của viện trưởng võ viện. Vân Kỳ im lặng. Diệp Huyên nói, viện trưởng võ viện là muội muội của ta. Vân Kỳ lập tức đáp, không thành vấn đề. Diệp Huyên lại nói, thư viện mới thành lập nên giờ rất thiếu người, chuyện cấp bách là tìm một đám cao thủ thiên vị cảnh đến đóng giữ. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều người ôm thái độ nghi ngờ và đang quan sát chúng ta. Thế nên, chúng ta... Bây giờ, Vân Kỳ lại bỗng nói, hai điều đó cũng dễ làm thôi. Diệp Huyên ngó Vân Kỳ, nàng ta hỏi, người đã chiếm được toàn bộ tài sản và cách tu luyện của vương tộc đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Vân Kỳ cười, lấy một phần ra, đương nhiên sẽ có người đến. Hơn nữa, còn là rất nhiều người. Diệp Huyên im lặng một lát rồi cười bảo, được. Vân Kỳ lại nói, để ta làm cho. Người đưa tiền và tài nguyên cho ta. Yên tâm. Ta sẽ không ăn chặn đâu. Diệp Huyên nghe vậy tức thì đen mặt. Cách của Vân Kỳ quả nhiên có tác dụng. Sau khi hắn lấy ra một bộ phận công pháp tu luyện thì đã có một số cao thủ đỉnh cấp bị thu hút tới. Một tháng sau càng có nhiều cao thủ đến thư viện Quan Huyên. Trong đó, thậm chí có cả 6 cao thủ thiên vị cảnh. Vì phúc lợi quá tốt. Là cao thủ thiên vị cảnh, mỗi tháng chỉ cần đứng lớp 2 tiết ở thư viện là có thể nhận được một số lượng đạo tinh xa xỉ. Điều này đương nhiên là một chuyện tốt với họ rồi. Sau khi có cao thủ thiên vị cảnh gia nhập thì một số thế lực đang quan sát cũng bắt đầu dựa vào thư viện. Bởi vì tất cả mọi người đã biết vương tộc là do thư viện Quan Huyên tiêu diệt. Đó là một thế lực cực kỳ bí ẩn và khủng bố. Chẳng mấy chốc, càng ngày càng nhiều người đến tham gia vào thư viện Quan Huyên. Mà nó cũng trực tiếp thay thế vương tộc, trở thành thế lực lớn nhất ở đạo vực. Trong điện Quan Huyên, Diệp Huyên ngồi ở ghế chủ vị, bên dưới là 36 người. Trong đó, có 9 người là cao thủ thiên vị cảnh. Bọn họ đều là những giáo viên mới tới. Trong điện, mọi người đều nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt hết sức kính cẩn. Tuy cảnh giới của Diệp Huyên không cao bằng họ nhưng người đàn ông trước mặt này đã diệt toàn bộ vương tộc. Diệp Huyên liếc mọi người một cái mới nói, các vị, thư viện đã hình thành quy mô ban đầu. Sắp tới sẽ có ngày càng nhiều người gia nhập vào chúng ta. Mà một khi nhân số đông,
thư viện chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề nên ta đưa ra ba quy tắc cho các vị. Đầu tiên, mọi người đến thư viện là vì mưu cầu tài nguyên, ta có thể hiểu điều đó. Thế nên, mỗi năm ta sẽ trả một lượng đạo tinh cố định cho các vị, vì vậy, ta không hy vọng có người dùng thư viện để mưu cầu lợi riêng, đó chính là tham ô ăn chặn. Ta thật sự không mong muốn nhìn thấy chuyện đó. Nếu trong thư viện xuất hiện người như vậy, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Thứ hai, ta muốn thành lập loạt trật tự thế nào thì cũng đã nói qua với các vị rồi. Trật tự ấy cần mọi người đang có mặt ở đây giúp đỡ. Các vị cũng có thể lấy trật tự của ta thành lập tín ngưỡng chi đạo cho riêng mình. Đương nhiên, nếu mọi người không hứng thú cũng chẳng sao, cứ làm tốt phận sự của mình là được. Hắn nói xong ngừng một lát rồi nói tiếp, thứ ba, giờ thư viện đã là thế lực đứng đầu đạo vực. Chúng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ mảnh vũ trụ nơi đây. Sau này, các vị phải làm theo quy tắc mà ta đưa ra. Mọi người trong điện nghe vậy quay mặt nhìn nhau. Lúc này, một ông lão trần chờ một chút rồi nói, viện trưởng, đạo môn. Diệp Huyên cười, yên tâm, từ hôm nay, hễ là ở trong thư viện Quan Huyên thì trật tự của đạo môn sẽ không có tác dụng. Mọi người lại liếc nhìn nhau. Diệp Huyên đứng dậy nói, sau này, nếu ta không ở đây, mọi chuyện sẽ do Vân Kỳ cô nương phụ trách. Còn nữa, thư viện sẽ có viện chủ văn viện và võ viện. Chẳng bao lâu nữa, viện chủ võ viện sẽ đến đây. Lúc đó, tất cả mọi người phải nghe theo lệnh của nàng. Trong điện, mọi người đều gật đầu. Diệp Huyên rời khỏi đại điện, nhìn ra bên ngoài. Giờ phút này, bên trong thư viện đã tuyển chọn được hơn chục nghìn đệ tử. Bởi vì phúc lợi quá tốt. Diệp Huyên nhìn cảnh tượng trước mặt mà cau mày. Thành lập trật tự. Giờ hắn mới hiểu được lời nói của chủ nhân bút đại đạo. Thực ra, muốn thành lập một cái trật tự cũng không khó, cái khó là làm sao để giữ gìn nó. Lòng người. Đừng nói người khác, chính hắn cũng không thể làm được một cách vô tư chân chính. Vì là người thì sẽ có sự thiên vị. Thế giới của pháp lý. Suy cho cùng, vẫn phải thành lập dựa trên nắm tay. Nói cách khác, muốn thành lập một cái thế giới pháp lý thì nhất định phải có được thực lực mạnh mẽ. Chỉ có vậy, mọi người mới nghe theo trật tự mà hắn quy định ra. Cũng có thể nói, người ta vâng theo trật tự ấy không phải vì nó đúng hay sai, mà là vì ngươi mạnh. Diệp Huyên nghĩ thế thì không khỏi khẽ thở dài. Hắn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, chỉ có thể nói là mọi thứ đều phải làm từ từ, không thể vội vàng được. Bấy giờ, Vân Kỳ đi đến bên cạnh Diệp Huyên, ngó Diệp Huyên hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Diệp Huyên cười đáp, chỉ là bỗng dưng cảm thấy có chút khó khăn. Vân Kỳ im lặng một lát rồi hỏi, trật tự của ngươi là nghiêm túc hả? Diệp Huyên gật đầu. Vân Kỳ khẽ gật đầu, cũng nói, từ từ sẽ đến. Diệp Huyên cười, đúng vậy, đầu tiên là phải thay đổi lòng người, mà lòng người trong thế hệ này đã rất khó thay đổi. Thế nên, chỉ đành thay đổi thế hệ sau, hoặc là, dùng pháp luật ước thúc bọn họ. Vân Kỳ gật đầu, người phải đi hả? Diệp Huyên cười đáp, đúng là nên đi trở về. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên hỏi, còn quay lại đây không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên là có rồi, ta chính là viện trưởng đó. Vân Kỳ cười, được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Vân Kỳ, bên trong có 200 triệu đạo tinh nữa, cô giữ đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu còn cần thì gửi tin cho ta là được. Vân Kỳ liếc Diệp Huyên rồi gật đầu nói, vậy ta xin nhận nhé. Diệp Huyên cười ha ha nói, Vân Kỳ cô nương, hẹn gặp lại. Hắn nói xong bèn hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở tinh không đằng xa. Vân Kỳ nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lần chia tay này, không biết còn có thể gặp lại hay không. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi đạo vực thì cũng không có đi tìm Thanh Khâu, giờ hắn đã có mục tiêu mới. Đúng lúc này, Tiểu Bút bỗng hỏi, trước đó, cậu đã nhìn thấy gì? Tiểu Tháp cũng tò mò nói, Tiểu Chủ, người cũng nói ta nghe đi. Thấy cái gì? Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Thanh Nhi làm hắn thấy được một thế giới vô cùng khủng bố. Tuy chỉ là một góc nhỏ nhưng cũng đã khiến hắn hiểu được một điều, đừng nói là so với Thanh Nhi, ngay cả so với chủ nhân bút đại đạo, giữa hai bên cũng có một sự chênh lệch cực kỳ lớn,
phải đuổi theo bước chân của Thanh Nhi. Bởi vì Thanh Nhi đang chờ hắn ở đằng trước. Giờ đây, Tiểu Bút lại hối, nói nghe thử xem. Diệp Huyên cười ha ha, đợi đến khi các ngươi có đủ thực lực thì đương nhiên sẽ biết. Tiểu Bút. Diệp Huyên trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở phía cuối tinh hà. Nửa tháng sau, Diệp Huyên đi tới một mảnh tinh vực. Trên đường đến đây, hắn đã đi ngang qua vô số tinh vực nhưng đều không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Diệp Huyên phát hiện trong vũ trụ mênh mông này, có rất nhiều nơi không có sự sống. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, thời không trước mặt hắn bỗng nứt ra, sau đó có một con tàu khổng lồ bay thẳng về phía mình. Cơ thể Diệp Huyên nhoáng lên, thoáng chốc đã lùi lại mấy vạn trượng. Lúc này, một con tàu khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó chắc phải dài cả vạn trượng, trên đỉnh khắc ba chữ to tàu tương lai. Tàu tương lai. Diệp Huyên cau mày. Bấy giờ, con tàu kia bỗng dưng ngừng lại. Sau đó, một cô gái ăn mặc áo giáp bó sát người đi ra, trong tay còn cầm một thanh trường thương. Cô gái nhìn Diệp Huyên hỏi, gọi là gì? Diệp Huyên liếc cô gái nói, Diệp Huyên. Cô gái cao hàng mày xanh đen lại, mở tay ra, một cuốn sách cổ xuất hiện. Nàng ta nhìn một lượt, một lát sau lại liếc Diệp Huyên nói, kiếm chủ nhân gian Diệp Huyên, chết mất xác vào buổi trưa 2900 năm sau. Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe thấy nàng ta nói vậy thì lập tức đen mặt. Chuyện quái gì vậy? Đó là thứ gì thế? 2900 năm sau, ông đây sẽ chết á? Còn là chết mất xác? Diệp Huyên nhìn cô gái hỏi, cô nói ta sẽ chết vào buổi trưa 2900 năm sau, còn chết mất xác. Cô chắc không vậy. Cô gái gật đầu, khẳng định nói, chắc. Diệp Huyên câm nín. Lúc này, có một ông lão xuất hiện đằng sau cô gái. Ông ta ngó Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn chính là kiếm chủ nhân gian Diệp Huyên. Cô gái gật đầu. Ông lão tò mò đánh giá Diệp Huyên một lượt, không ngờ vừa tới đã gặp được danh nhân. Cái số này cũng. Diệp Huyên bỗng nói, ông đừng nói với ta là các người đến từ tương lai nhé. Cô gái gật đầu, cười nói, người đoán đúng rồi đó, chúng ta quả thật đến từ tương lai. Diệp Huyên nhìn cô gái, song cũng không nói gì. Nàng ta cười hỏi, người không tin hả? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái lắc đầu cười, người không tin điều đó âu cũng bình thường, vì đây vốn là chuyện khó có thể tin. Diệp Huyên bỗng hỏi, cũng không phải là khó tin lắm, chỉ là cô có chứng cứ gì chứng minh mình đến từ tương lai không? Nàng ta ngẫm nghĩ rồi hỏi, có phải ngươi từng thành lập một cái thư viện tên Quan Huyên? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái lại hỏi, thư viện Quan Huyên còn có một cái danh nhân là nữ đế Thanh Khâu đúng không? Diệp Huyên liếc nàng ta, không đáp. Cô gái cười, giờ tin chưa? Diệp Huyên im lặng. Đúng lúc này. Con tàu đằng sau cô gái và ông lão bỗng nhiên bốc cháy. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô gái lắc đầu khẽ thở dài nói, vượt qua thời không ngược hướng, lực lượng ấy quá khủng bố, nó không chịu nổi. Thế nên, hai. Diệp Huyên hỏi, cô nương tên là? Cô gái cười đáp, Ứng Thanh. Diệp Huyên cười hỏi, Ứng Thanh cô nương, ban nãy cô nói ta sẽ chết vào 2900 năm sau. Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, ta là bị ai giết? Ứng Thanh lắc đầu, cái này thì không biết, chúng ta chỉ biết một vài chuyện lớn trong lịch sử, còn tỉ mỉ hơn thì chịu. Mà toàn bộ thư viện Quan Huyên, nổi tiếng nhất cũng chỉ có ngươi, nữ đế Thanh Khâu và một người nữa là Tần Quan cô nương. Ba người đều là danh nhân trong lịch sử. Diệp Huyên lại hỏi, Tần Quan và Thanh Khâu đều đã chết hả? Ứng Thanh trầm giọng đáp, Thanh Khâu cô nương không có chết. Còn Tần Quan cô nương thì không biết. Diệp Huyên tiếp tục hỏi, sau khi ta chết thì không có xảy ra chuyện lớn gì à? Ứng Thanh liếc Diệp Huyên đáp, sau khi ngươi chết, toàn bộ lịch sử xuất hiện một khoảng trống. Suốt hơn 2000 năm, không có bất cứ ghi chép nào. Còn cái khác thì, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyên nghe vậy cau mày. Không đúng. Nếu hơn 2000 năm sau mà hắn chết thật thì Thanh Nhi chắc chắn sẽ diệt thế. Với thực lực của Thanh Nhi, toàn bộ vũ trụ tuyệt đối sẽ không còn tương lai. Vì muội ấy hoàn toàn có thực lực xóa sổ cả vũ trụ và sẽ không còn có cái là gọi là tương lai nữa. Vì vậy,
chắc chắn là xảy ra vấn đề ở đâu đó rồi. Diệp Huyên nhìn Ứng Thanh hỏi, chắc là ta chết thật rồi không? Ứng Thanh liếc Diệp Huyên nói, trong sách sử thì ngươi quả thật đã chết. Còn có chết thật hay không thì chúng ta không biết, dù sao chúng ta cũng không sống trong thời đại này của ngươi. Có điều, sau khi ngươi chết, toàn bộ lịch sử đúng là xuất hiện khoảng trống. Thế nên, lần này chúng ta đến đây là để điều tra chuyện đó. Diệp Huyên chớp chớp mắt, điều tra. Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy. Chúng ta thuộc hệ Ngân Hà tương lai. Lần này quay về quá khứ là vì điều tra sự thật của năm đó. Nhưng mà, thời gian có chút lệch lạc, bởi vì chúng ta định trở về hôm mà người bị giết vào hơn 2.000 năm sau. Xong, thần xui quỷ khiến thế nào lại đi đến lúc này? Cũng đành chịu. Hệ Ngân Hà. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tương lai hệ Ngân Hà do ai làm chủ? Ứng Thanh đáp, Ngân Hà Tông. Diệp Huyên cạn lời. Kia không phải là nhà mình à? Phải biết rằng, thực tế giờ người nắm quyền của Ngân Hà Tông chính là cô của mình. Diệp Huyên lại hỏi, các cô là riêng tới tìm ta? Ứng Thanh gật đầu, cũng không coi là thế. Chúng ta chủ yếu đến điều tra đoạn lịch sử chỗ trống kia. Có điều, cũng chuẩn bị tìm ngươi, vì ngươi có thể là một mắt xích quan trọng. Diệp Huyên bỗng hỏi, giờ các cô có thể trở lại hơn 2.000 năm sau không? Ứng Thanh lắc đầu, không thể. Bởi vì tàu đã bị hư. Nàng ta nói xong, trong mắt toát ra một nét bất đắc dĩ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, giờ các cô có tính toán gì không? Ứng Thanh trầm ngâm đáp, lần này đến, ngoài việc điều tra sự thật vào năm đó, còn có một lý do nữa chính là điều tra một thế lực thần bí. Diệp Huyên cau mày, thế lực thần bí. Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hơi tò mò, thế lực gì vậy? Nói nghe thử xem, có lẽ ta biết thì sao? Ứng Thanh nhìn Diệp Huyên đáp, quá khứ tông. Quá khứ tông. Diệp Huyên nhíu mày nói, chưa nghe bao giờ. Ứng Thanh nghe vậy cũng cau mày, không đúng. Vì hồi đó chính là quá khứ tông kia đã khai chiến với thư viện Quan Huyên. Tại sao ngươi lại chưa nghe bao giờ? Diệp Huyên im lặng. Khai chiến với thư viện Quan Huyên. Đúng lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ. Người đừng để ý đến nó. Hai người kia đến từ tương lai, vậy chứng minh một điều là vẫn còn có tương lai. Nếu vẫn còn tương lai, chứng tỏ thiên mệnh tỷ tỷ không có trực tiếp hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Không thì với thực lực của tỷ ấy, một kiếm chém xuống, mảnh vũ trụ này hoàn toàn không thể nào còn có tương lai. Song tỷ ấy lại không có chọn cách diệt thế, thế chứng tỏ người không chết. Thế nên, mảnh vũ trụ này không cần chôn cùng. Tiểu Bút chợt nói, hay là thiên mệnh tỷ tỷ gặp phải đối thủ. Tiểu Tháp bỗng nổi giận, người thế mà lại nghi ngờ thực lực của thiên mệnh tỷ tỷ, đù. Ngươi tiêu rồi, ta phải mách tỷ ấy để tỷ ấy bổ cho ngươi một kiếm. Tiểu Bút nghe thấy thế lập tức luống cuống, cái tháp rách nát này, ngươi làm cái gì thế? Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, ngươi đừng có nói y như thật vậy. Mẹ, ông đây tố cáo ngươi tội phỉ báng giờ. Tiểu Tháp lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi cảm thấy có người ngăn cản được thiên mệnh tỷ tỷ hả? Tiểu Bút cũng nói, ta chỉ nói ví dụ thôi. Ngươi có học không thế? Biết ví dụ nghĩa là gì không? Tiểu Tháp nhàn nhạt nói, thiên mệnh tỷ tỷ, mãi đỉnh, đỉnh của đỉnh. Tiểu Bút câm nín. Nó không dám nói nữa. Hiện trường, Diệp Huyên lắc đầu cười rồi lại hỏi, Ứng Thanh cô nương, các cô còn biết có chuyện gì lớn nữa không? Phải nói là, hắn vẫn khá tò mò. Ứng Thanh lắc đầu, chúng ta không còn biết chuyện gì nữa vì chẳng thể điều tra ra. Diệp Huyên bỗng hỏi, vậy sau khi các cô sửa xong con tàu này thì có thể trở về không? Ứng Thanh lắc đầu, không thể. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Ứng Thanh đáp, chúng ta có thể từ tương lai đến đây vì đoạn lịch sử này đã xảy ra, không thể đảo ngược. Mà hiện tại với chúng ta... Tương lai là chưa rõ nên không thể đi đến một tương lai chưa rõ được. Điều này không phù hợp với luật nhân quả, vì không có nhân thì đương nhiên sẽ chẳng có quả. Diệp Huyên lại hỏi, thế nên, giờ các cô không thể liên lạc và trở về tương lai. Ứng Thanh gật đầu. Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ nói, vậy ý nghĩa chuyến đi này của các cô còn đâu nữa? Ứng Thanh cười, nếu chúng ta đến để điều tra sự thật thì có thể thông qua một số cách truyền cho tương lai. Chẳng hạn như để lại thư. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi.
Ứng Thanh nhìn Diệp Huyên hỏi, Diệp công tử, trước mắt chúng ta có thể đi theo ngươi không? Diệp Huyên cười nói, tất nhiên là được. Ứng Thanh nói, cảm ơn. Diệp Huyên chần chờ rồi hỏi, trong tương lai, ta nổi tiếng lắm hả? Ứng Thanh gật đầu, cực kỳ nổi tiếng. Vì toàn bộ vũ trụ trong tương lai đều là của Thư viện Quan Huyên. Trật tự nhân gian do ngươi thành lập cũng là trật tự đứng đầu thời đó. Mà bản thân ngươi, cũng được gọi là kiếm chủ nhân gian và được coi là kiếm tu đứng đầu đương đại, không có địch thủ. Vô số kiếm tu và các đệ tử của Thư viện Quan Huyên đều tôn thờ ngươi. Tóm lại là rất lợi hại. Diệp Huyên lập tức nở nụ cười. Mình trâu bò ghê. Ha ha. Xem ra chính mình cũng lăn lộn khá tốt trong tương lai. Ứng Thanh ngó Diệp Huyên với vẻ mặt kỳ lạ, kiếm chủ nhân gian này sao cứ cười tâu tuét vậy. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng hỏi, Ứng Thanh cô nương, ta thật sự được coi là kiếm tu đứng đầu đương đại trong tương lai hả? Ứng Thanh gật đầu thật, Diệp Huyên cười, quá khen, tương lai các cô đúng là quá khen rồi. Thực ra, ta cũng bình thường thôi, thật đó. Ứng Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Đang không sao tự dưng làm màu rồi. Đúng lúc này, tinh không đằng xa bỗng chấn động. Diệp Huyên cau mày, nhìn phía xa, mảnh tinh không gần đó thế mà lại trực tiếp vặn vẹo. Chuyện gì vậy? Diệp Huyên nhìn Ứng Thanh hỏi, các cô còn có người đến hả? Ứng Thanh lắc đầu, không có. Diệp Huyên nghe vậy thì cau mày, không phải người của các cô. Ứng Thanh trầm giọng nói, chắc chắn là không phải. Chúng ta có thể đến đây là vì đã tập hợp toàn bộ lực lượng của Ngân Hà Tông mới làm được. Nàng ta còn chưa nói xong, thời không đằng xa bỗng nứt toạc. Sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Ứng Thanh nhìn thấy bóng người đó thì lập tức biến sắc, không xong. Đó là cao thủ quá khứ tông, chạy mau. Nàng ta nói xong bèn bỏ chạy cùng ông lão, xong bấy giờ, Diệp Huyên lại bỗng nói, đợi đã. Ứng Thanh nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn nghiêm túc nói, có ta ở đây, các cô sợ cái gì? Ta, vô địch. Ứng Thanh trần chờ một chút rồi nói, cái này. Diệp Huyên cười, có ta ở đây thì các cô yên tâm đi. Ta đã phá hủy được lời nguyền nở mày nở mặt không quá 3 ngày rồi. Hắn nói xong bèn nhìn bóng người kia, xong lúc này, bóng người kia chợt mờ đi, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức chấn động, một sức mạnh khủng bố thoáng chốc ập tới. Con người Diệp Huyên thoáng co rút lại, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ầm. Theo một tiếng nổ động trời vang lên, vô số kiếm quang vỡ vụn. Kế tiếp, cả người Diệp Huyên trực tiếp bay ngược lại hơn 10 vạn trượng. Khi hắn dừng lại, cơ thể lập tức nứt nẻ, máu tươi bắn tung tóe. Ứng Thanh và ông lão sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyên bỗng bò dậy, lau máu nơi khóe miệng đi nói, trước tiên cứ chuồn đã. Ứng Thanh rút lui. Ba người lập tức bỏ chạy. Diệp Huyên dẫn theo Ứng Thanh, ba người lập tức biến mất mà bóng người ở phía xa kia lại không hề đuổi theo, hắn ta nhìn đằng xa, nhíu mày thật chặt, không biết đang nghĩ gì. Sau khi chạy qua 10 mấy tinh vực, thấy bóng người kia không còn đuổi theo nữa, ba người Diệp Huyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên ngồi xuống, vẻ mặt xám xịt. Lại bị ăn hành rồi. Mẹ nó. Mới được bao lâu chứ? Vốn dĩ hắn đã có thể giết được thiên vị cảnh rồi mà. Vốn nghĩ rằng hiện tại đã có thể tung hoành ngang dọc rồi, nhưng lúc này, vừa ra là đã bị tần một trận. Định luật không ngầu được 3 ngày lại đến rồi sao? Mẹ nó! Diệp Huyên không nhịn được thầm mắng một câu trong lòng. Lúc này, Ứng Thanh kia hiếu kỳ quan sát Diệp Huyên, người thật sự là kiếm chủ nhân gian sao? Diệp Huyên đen mặt. Nhìn Diệp Huyên, Ứng Thanh và ông lão đều có chút nghi ngờ. Trong ghi chép, kiếm chủ nhân gian này đánh nhau rất giỏi. Thế nhưng lúc này, kiếm chủ nhân gian sao trông như không đáng tin chút nào vậy? Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, ta còn chưa phát triển đầy đủ. Vẻ mặt Ứng Thanh và ông lão trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên chợt nói, người vừa nãy là của quá khứ tông sao? Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy, là quá khứ tông. Diệp Huyên thấp giọng nói, tại sao bọn họ lại giết các người? Ứng Thanh nói, có lẽ là sợ chúng ta phá hư kế hoạch của bọn họ. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, sợ các người phá hư kế hoạch của bọn họ.
Ứng Thanh gật đầu, chúng ta quay về quá khứ là muốn điều tra một vài chuyện năm đó, nhưng hiển nhiên, chúng ta đã bị bọn họ phát hiện. Vì vậy, bọn họ không muốn chúng ta phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Diệp Huyên im lặng. Lúc này hắn cũng cạn lời. Mới vô địch được bao lâu đâu chứ? Ôi! Diệp Huyên thở dài trong lòng, sau đó bắt đầu mau chóng trị thương. Ứng Thanh và ông lão thì ở bên cạnh nhìn. Không lâu sau, vết thương của Diệp Huyên đã hồi phục được 7-8 phần, Ứng Thanh bỗng nói, tiếp theo người tính thế nào? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, tu luyện. Ứng Thanh khẽ gật đầu, được. Diệp Huyên liếc nhìn hai người Ứng Thanh, sau đó nói, các người không có biện pháp gì để bảo vệ tính mạng sao? Ứng Thanh chớp mắt, chúng ta sẽ bỏ chạy, chạy thật nhanh. Diệp Huyên im lặng. Hắn thấy rồi. Nếu hai người bỏ chạy, quả thực rất nhanh. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ lắc đầu, đang định nói thì ngay lúc này, vẻ mặt ba người bỗng thay đổi. Diệp Huyên quay người nhìn sang, cách đó không xa, tinh không nứt toác, sau đó, một bóng người chậm chậm đi ra. Bóng người này chính là cao thủ thần bí của quá khứ tông lúc nãy. Nhìn thấy người này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Sau khi bóng người kia xuất hiện, không hề nói rông dài, xòe tay, sau đó siết chặt. Thoáng chốc tinh không xung quanh lập tức biến thành cơn lốc xoáy khổng lồ, vô vàn sức mạnh kinh khủng tựa như thủy triều đè ép ba người Diệp Huyên, muốn nghiền nát bọn họ. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, sau đó, hắn tiên lên một bước, vươn người, hai tay cầm kiếm vung mạnh xuống. Bù! Một luồng kiếm khí cao ngất từ trên tinh không chém xuống, chớp mắt, thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức bị vỡ ra. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh vừa va nhau, kiếm khí của Diệp Huyên bỗng vỡ vụn, sức mạnh kinh người kia thoáng chốc đã đánh bay Diệp Huyên ra ngoài mấy vạn trượng. Mà sau khi Diệp Huyên dừng lại, bóng người kia đột ngột đánh mạnh một quyền xuyên qua không gian, lao về phía hắn. Ầm. Quyền ấn từ trong sân lướt qua, quyền ấn này đi đến đâu, không gian vỡ vụn đến đó. Ở phía xa, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu, giây phút đó, quyền ấn kia đã đến trước mặt, ánh mắt hắn bỗng lóe chút hung tàn, không lùi mà tiến, mạnh mẽ lao lên trước, sau đó chém một kiếm xuống. Mà lúc này, hắn trực tiếp sử dụng huyết mạch phong ma của mình. Đối mặt với cao thủ thần bí kinh khủng như vậy, hắn không dám giữ lại gì cả, trực tiếp sử dụng huyết mạch của mình. Khi huyết mạch được kích hoạt, hắn lập tức biến thành một người máu. Huyết mạch chi lực mạnh mẽ bỗng chốc truyền cho hắn năng lượng to lớn. Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Một vùng kiếm quang bùng nổ trước mặt Diệp Huyên, quyền ấn kia lập tức vỡ nát nhưng Diệp Huyên cũng lùi đến mấy nghìn trượng. Dừng lại rồi hắn ngẩng đầu nhìn bóng người phía xa, trong ánh mắt là cả một vùng biển máu. Ở bên cạnh, Ứng Thanh liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đây là huyết mạch phong ma trong truyền thuyết, hắn thật sự là kiếm chủ nhân gian. Ông lão nghi hoặc nói, vậy tại sao bây giờ còn yếu như vậy? Ứng Thanh ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lẽ giống như hắn nói, chưa phát triển. Ông lão! Đối diện Diệp Huyên, bóng người chậm chậm siết chặt tay phải, bỗng chốc, thời không xung quanh lập tức cong vẹo, giữa đất trời, vô số sức mạnh thần bí hội tụ về phía bóng người. Dần dần, bóng người trở nên rõ ràng, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phải ông ta ẩn chứa năng lượng khủng bố. Ở phía xa, Diệp Huyên không nói gì, đột nhiên hắn biến mất. Bù! Thời không trước mặt Diệp Huyên và người đàn ông trung niên đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm phá không xuyên đến, chém thẳng vào người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhíu mày, đột nhiên vươn hai ngón tay, điểm mạnh về phía trước. Ngón tay vừa điểm xuống. Thời không đột nhiên gợn sóng tựa như mặt nước có đá rơi xuống, rồi giây sau, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ như núi lửa tuôn trào. Sức mạnh cực đại vừa bùng nổ, Diệp Huyên trực tiếp bị đánh bay đi. Mà ngay lúc này, người đàn ông trung niên bỗng siết tay thành quyền, sau đó đấm mạnh về phía trước. Một quyền lướt qua tựa như sấm chớp. Ở phía xa, Diệp Huyên kinh hãi trong lòng, vội giơ kiếm chắn ngang. Một vùng kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lại bị đánh bay đi, bay cả vạn trượng, mà khi hắn dừng lại, người đàn ông trung niên kia đã xuất hiện trước mặt như ma quỷ,
tiếp theo là đánh tiếp một quyền vào ngực hắn. Lần này, Diệp Huyên không còn cản nữa mà chém thẳng một kiếm xuống. Cứng đối cứng. Một kiếm này chém ra, vô số huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian cùng với sấm sét ra như thủy triều. Răng rắc. Toàn bộ tinh không vô tận lập tức nổ tung. Ầm. Trước mặt Diệp Huyên, luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đột nhiên bùng nổ, tích tắc, Diệp Huyên lại bị đánh lùi, mà lần người đàn ông trung niên cũng bị lui gần nghìn trượng. Sau khi người đàn ông trung niên dừng lại, ông ta nhìn tay phải của mình, khẽ nhíu mày, tay phải của ông ta bây giờ đã nứt ra, máu tươi ướt đẫm toàn bộ. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu ông ta, một vùng kiếm quang chém mạnh xuống. Ánh mắt người đàn ông trung niên lạnh lẽo, ông ta xòe tay trái, sau đó lại vung mạnh về trước. Ầm. Không gian bỗng chốc bị xốc lên như một tấm vải, sức mạnh kinh khủng thoáng chốc đánh bay Diệp Huyên đang lao đến trước mặt người đàn ông trung niên. Ầm ầm. Lần này Diệp Huyên lùi chừng vạn trượng, dừng lại rồi thì trên thân xác bỗng chốc xuất hiện vô số vết rạn nhỏ. Ở phía xa, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, chậm chậm siết chặt tay. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên bỗng rung lên, vô vàn kiếm ý nhân gian và năng lượng sấm sét quay cuồng sôi sục quanh thân. Đột nhiên, Diệp Huyên niệm thần chú, tinh không xung quanh đột nhiên như bị đả kích nặng nề, run rẩy kịch liệt. Vô số vết nứt xuất hiện, từng luồng pháp tắc chi lực khủng khiếp điên cuồng lao về phía hắn. Vạn đạo pháp. Diệp Huyên lại sử dụng thần thông này. Bởi vì hắn phát hiện, thực lực người đàn ông trung niên trước mặt này quá mạnh. Thấy vô số pháp tắc chi lực bay về phía Diệp Huyên, người đàn ông trung niên nhíu chặt mày, đột nhiên ông ta bước lên, sau đó chân phải đạp mạnh. Ầm. Vừa đạp xuống, không gian tại đó bắt đầu bùng cháy. Diệp Huyên ở phía bên kia từ từ nâng kiếm Thanh Huyên, chém mạnh. Bù. Một kiếm vừa rơi xuống, kiếm khí đỏ rực dài vạn trượng từ trên trời rơi xuống, chớp mắt, cả tinh vực vũ trụ đều bị nứt vỡ thành hai bên. Thế nhưng, ngay khi kiếm khí này rơi xuống, xung quanh bốc cháy hóa thành biển lửa xuất hiện trong tay người đàn ông trung niên, lại là một đấm. Ầm. Một quyền này đánh ra, ngọn lửa khác dâng lên, kiếm khí kia của Diệp Huyên bỗng tan vỡ. Diệp Huyên lại xuất hiện trên đầu người đàn ông trung niên. Lần này vẫn là một kiếm. Người đàn ông trung niên thu quyền, chắn ngang, chặn lại. Ầm. Một vùng kiếm quang đột nhiên nổ tung, cả người lại lùi mạnh về phía sau. Bùm. Một luồng kiếm quang nổ tung trước mặt hai người, rồi cả hai người lùi ra sau, mà trong lúc lùi, mấy chục thanh phi kiếm đỏ rực bay về phía người đàn ông trung niên, ánh mắt ông ta hung tợn, tiếp tục đánh mạnh một quyền về phía trước. Quỳnh. Mấy chục thanh phi kiếm lập tức bị đánh vỡ. Hai người gần như là đồng loạt ngừng chân, sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn xòe tay, vô số huyết mạch chi lực ngưng tụ vào kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, đồng thời, vô số kiếm ý nhân gian và pháp tắc chi lực vẫn không ngừng ngưng tụ. Sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, hắn chiến đấu càng lúc càng hăng. Tuy vẫn bị áp chế, nhưng hắn càng đánh càng phấn khích. Mà lúc này, thời không sau lưng người đàn ông trung niên bỗng chuyển động, giây sau, một luồng hơi thở mạnh mẽ ập tới. Một bóng người xuất hiện sau lưng người đàn ông trung niên. Vẫn chưa kết thúc. Bóng người vừa xuất hiện thì bóng dáng khác đã ngưng tụ ngay sau. Ba người. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức giận dữ quát mẹ nó. Không màng võ đức mà. Chết tiệt, nói rồi, hắn chỉ kiếm Thanh Huyên về phía ba người giống giận, muội muội tới. Ầm. Thời không bên cạnh Diệp Huyên bằng nứt toác, một cô gái chậm rãi bước ra. Muội muội đến. Vốn dĩ, Diệp Huyên còn muốn huyết chiến một trận, nâng cao thực lực bản thân. Nhưng, hắn không ngờ đối phương lại còn gọi người. Vậy chẳng phải là không còn võ đức rồi sao? Người đến chính là Thanh Khâu. Sau khi Thanh Khâu xuất hiện, nàng ấy nhìn ba người phía xa, vẻ mặt bình tĩnh. Mà phía đối diện, vẻ mặt ba người đàn ông trung niên lại trở nên vô cùng nặng nề. Ba người đều cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Thanh Khâu bỗng nói, người quá khứ. Người quá khứ. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu khẽ cười nói, người đến từ quá khứ. Đúng là thú vị. Ở phía xa,
người đàn ông trung niên đứng đầu bỗng khàn giọng nói, các hạ là. Thanh Khâu nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, khẽ cười nói, muội muội của huynh ấy. Muội muội. Người đàn ông trung niên nhíu chặt mày. Lúc này, Thanh Khâu bỗng xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay nàng ấy. Nàng ấy nhìn người đàn ông trung niên đứng đầu phía xa, sau đó, thân thể lập tức trở nên huyền ảo. Bù! Thời không trước mặt người đàn ông trung niên lập tức nứt ra, ánh mắt ông ta thay đổi, tay trái ông ta siết chặt, sau đó đánh mạnh một quyền. Trên nắm đấm, luồng sức mạnh kinh người càn quét, tinh hà lập tức trở nên huyền ảo. Thế nhưng, sức mạnh của ông ta vừa chạm vào kiếm Thanh Huyên đã lập tức hóa hư vô. Bù! Kiếm Thanh Huyên theo nắm đấm, đâm thẳng vào cơ thể ông ta. Ầm. Thân thể người đàn ông trung niên cứng đờ tại chỗ, hai cao thủ thần bí bên cạnh lập tức bị đánh bay ra ngoài cả mấy vạn trượng. Người đàn ông trung niên có vẻ khó tin nhìn Thanh Khâu phía xa, ngươi. Nói rồi, thân thể ông ta bắt đầu trở nên mờ ảo. Thanh Khâu nhíu mày, muốn chạy. Nói rồi, nàng ấy mở lòng bàn tay, sau đó vung mạnh. Bù! Ở phía xa, kiếm Thanh Huyên xoay tròn, một luồng kiếm thế kinh khủng quét sạch. Ầm! Người đàn ông trung niên bị tiêu diệt. Thấy vậy, hai cao thủ thần bí còn lại muốn chạy, nhưng, Thanh Khâu sao có thể để bọn họ chạy chứ? Nàng ấy điểm nhẹ nhàng, kiếm Thanh Huyên bay ra như chớp. Vù vù! Một kiếm đâm xuyên hai người. Ở phía xa, hai cao thủ thần bí đã chạy vào tinh không sâu thẳm lập tức bị chém chết. Lúc này, Ứng Thanh ở bên cạnh Diệp Huyên phấn khích nói, ngươi là Thanh Khâu nữ đế. Thanh Khâu quay đầu nhìn Ứng Thanh, khi thấy Ứng Thanh, nàng ấy chợt sững người, ngươi là người tương lai. Ứng Thanh vội gật đầu, nàng ta đi đến trước mặt Thanh Khâu, hứng khởi nói, ngươi thật sự là Thanh Khâu nữ đế. Nữ đế. Thanh Khâu chớp mắt, ta không phải nữ đế. Ta là Thanh Khâu. Ứng Thanh cười nói, ngươi còn không biết sao. Ở đời sau, danh tiếng của ngươi chỉ kém mỗi kiếm chủ nhân gian. Nói rồi, nàng ta bất giác liếc nhìn Diệp Huyên. Kiếm chủ nhân gian này, hình như không quá giỏi đánh đấm. Còn chưa phát triển nữa. Nghe thấy lời của Ứng Thanh, Thanh Khâu lắc đầu khẽ cười. Lúc này, Diệp Huyên đi đến bên cạnh Thanh Khâu, thấp giọng nói, nhà đầu. Nàng ta nói 2.900 năm sau ta đã chết rồi. Nghe vậu, Thanh Khâu khẽ nhíu mày, nàng ta nhìn Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy. Trong sách cổ chúng ta ghi chép, kiếm chủ nhân gian quả thực đã chết vào 2.900 năm sau. Mà cái chết của hắn hình như có liên quan đến quá khứ tông. 2.900 năm năm sau. Thanh Khâu im lặng một lúc, nàng ấy lắc đầu, không đúng. Diệp Huyên vội nói, thế nào? Thanh Khâu khẽ lắc đầu cười, ca ca, huynh sẽ không chết. Nói rồi, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, nếu huynh chết. Tin ta đi, bọn họ sẽ không có ở đây. Nếu nàng ấy ra tay thì sẽ tiêu diệt tất thảy, ngay cả quy khư chi địa đều có thể xóa bỏ, lúc đó, không ai có thể sống sót bằng bất cứ cách nào. Diệp Huyên im lặng. Thanh Khâu khẽ cười, chớ có nghĩ nhiều, ta và nàng ấy còn, huynh sẽ không có chuyện gì. Diệp Huyên gật đầu, được. Thanh Khâu bỗng quay đầu nhìn, sau đó nói, nhưng mà, ba người vừa nãy. Nói rồi, nàng ấy nhíu chặt mày, người quá khứ. Diệp Huyên nói, người quá khứ, tại sao có thể đến tương lai? Thanh Khâu im lặng một lát, nói, bọn họ khá đặc biệt. Ứng Thanh ở bên cạnh cũng gật đầu, rất đặc biệt. Thế lực thần bí này ở hậu thế suýt đã tiêu diệt thư viện Quan Huyên. Cũng may có Thanh Khâu nữ đế, nếu không, Ngân Hà Tông chúng ta cũng không chạy được rồi. Thanh Khâu khẽ cười, ta ở hậu thế rất lợi hại sao? Ứng Thanh vội gật đầu, xem như rất lợi hại. Một người một kiếm, diệt gần hết quá khứ tông. Thanh Khâu khẽ cười, sau đó nói, các người từ tương lai tới, là vì chuyện gì? Ứng Thanh nói, điều tra chuyện năm đó. Bởi vì sau khi kiếm chủ nhân gian chết, lịch sử xuất hiện một khoảng trống, rất nhiều văn minh đều bị đứt gãy. Toàn bộ văn minh võ đạo của vũ trụ cũng không còn. Vì thế, chúng ta được cử đến điều tra rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ, máy móc của chúng ta có vấn đề, lại đến hiện tại. Thanh Khâu im lặng một lúc rồi nói, hành vi này của các người hẳn là không hợp pháp đâu.
Ứng Thanh vội gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Hành vi như chúng ta và quá khứ tông đều không hợp pháp. Nhưng, cũng không có thiên đạo đến cản chúng ta. Chúng ta cũng rất nghi ngờ. Diệp Huyên nói, hành vi của các ngươi sẽ bị thiên đạo trừng phạt sao? Ứng Thanh gật đầu, đúng. Hành vi của chúng ta là thuộc về nghịch thiên, dưới tình huống bình thường, thiên đạo sẽ không tha, nhưng sau khi đến nơi này, thiên đạo hình như chưa từng xuất hiện làm gì cả. Diệp Huyên liếc nhìn bầu trời, sau đó, hắn nói, thiên đạo nơi này có ở đây không? Đột nhiên, trước mặt Diệp Huyên không xa xuất hiện một ông lão. Thiên đạo nơi này. Nhìn thấy Diệp Huyên trực tiếp gọi ra thiên đạo, Ứng Thanh và ông lão ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều mang theo vẻ kinh ngạc. Ông lão nhìn thấy Diệp Huyên, lập tức khẽ thi lễ, bái kiến Diệp công tử. Diệp Huyên chỉ vào hai người Ứng Thanh, ông biết bọn họ đã phá vỡ trật tự không? Ông lão nhìn hai người gật đầu, biết. Diệp Huyên khó hiểu, vậy tại sao ông không truy bắt bọn họ? Ông lão do dự, sau đó có chút tủi thân nói, bọn họ chẳng phải đang đi cùng ngươi sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ông lão cười khổ, Diệp thiếu, nàng ta đúng là phá vỡ trật tự, ta cũng có quyền quản, nhưng nàng ta đang đi cùng ngươi. Vì vậy, ta chắc chắn không thể ra tay rồi, ai thì ta cũng có thể không cần nể mặt, nhưng không thể không nể mặt Diệp thiếu được. Ngươi nói có phải không? Mọi người. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, thiên đạo ông biết cách làm người quá nhỉ. Hai người này đều không phải người xấu, sau này sẽ đi theo ta, chuyện này, ngươi không cần quản nữa. Ông lão vội nói, được được, vậy ta, đi đây. Diệp Huyên gật đầu, đi đi. Ông lão đang định rời đi, nhưng chuyện này, ông ta như nghĩ đến gì đó, sau đó nói, Diệp công tử, thật ra, bọn họ thuộc thiên đạo thời không quản lý, thiên đạo thời không là một người cương trực liêm chính, nếu ngươi gặp phải, nhớ cẩn thận. Thiên đạo thời không. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Ông lão gật đầu, sau đó lập tức biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên quay đầu nhìn Ứng Thanh và ông lão, sau đó nói, bây giờ các ngươi cứ ở thư viện quan huyên đi. Ứng Thanh vội nói, được được, ta quyết không chạy loạn. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, hắn nhìn Thanh Khâu nói, quay về không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, muốn đi dạo. Thanh Khâu muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, bởi vì ba người lúc trước sao? Thanh Khâu gật đầu, ba người kia không đơn giản. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu ta đánh không được sẽ gọi muội, thế nào? Thanh Khâu cười nói, được. Diệp Huyên cười nói, vậy ta đi đây. Thanh Khâu khẽ gật đầu, được. Diệp Huyên không nói thêm, quay người ngự kiếm biến mất nơi chân trời. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Thanh Khâu đột nhiên khẽ nói, các ngươi nói, 2900 năm sau, ca ca ta chết rồi. Đúng chứ? Ứng Thanh nhìn Thanh Khâu, gật đầu, đúng vậy. Thanh Khâu im lặng. Ứng Thanh nói, là sách cổ ghi sai rồi sao? Vẻ mặt Thanh Khâu bình tĩnh, không có. Nghe vậy, hai người Ứng Thanh sững sờ. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, ánh mắt nàng ấy dần lạnh lẽo, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Thanh Khâu nói, trong sách cổ có ghi, ca ca ta có con không? Ứng Thanh ngây người, nàng ta không ngờ Thanh Khâu lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nàng ta suy ngẫm một lúc rồi nói, có. Thanh Khâu nói, con trai hay là con gái? Ứng Thanh nói, con trai. Nghe vậy, Thanh Khâu chậm chậm nhắm hai mắt, ta hiểu rồi. Người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện rồi. Nói rồi, nàng ấy khẽ siết chặt tay phải, nhẹ giọng nói, ta có nên giết bỏ đứa cháu chưa đời này của ta không? Như vậy hình như không tốt lắm. Cháu trai. Hai người Ứng Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều ngơ ngác. Sau khi Diệp Huyên và Thanh Khâu tách ra, hắn lập tức ngự kiếm đi, đến một vùng tinh không yên tĩnh. Tinh không mênh mông, vô biên, không thấy đầu. Diệp Huyên ngự kiếm đi, lúc này, Tiểu Bút bỗng nói, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Diệp Huyên cười nói, có gì kỳ lạ? Tiểu Bút nói, hai người đến từ tương lai kia. Diệp Huyên nói, sao vậy? Tiểu Bút thấp giọng nói, bọn họ nói ngươi chết rồi. Mà trong lịch sử cũng xuất hiện một thời kỳ trống, thế có nghĩa gì chứ? Có nghĩa là muội muội ngươi có khả năng thật sự đã tiêu diệt thế giới,
chẳng qua chỉ là không tiêu diệt toàn bộ. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Bút nói tiếp, ta cảm thấy có hai khả năng, thứ nhất, có người ngăn muội muội ngươi tiêu diệt toàn bộ thế giới. Nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì nếu ngươi thật sự chết thì không ai có thể ngăn được nàng ấy. Khả năng thứ hai chính là người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện rồi. Diệp Huyên nhíu mày, người thiên mệnh. Tiểu Bút trầm giọng nói, không phải người thiên mệnh mà ngươi nghĩ đâu, là người thiên mệnh thật sự, ở hệ Ngân Hà được gọi là nhân vật chính. Trước mắt, chỉ có ba người, thứ nhất là phụ thân ngươi, thứ hai là ngươi, còn có vô biên chủ kia nữa, à không phải, vô biên chủ nhiều lắm chỉ tính là một nửa thôi. Vô biên chủ. Tiểu Bút nói tiếp, nhân vật chính tiếp theo xuất hiện có nghĩa là nhân vật chính ngươi đây có thể sẽ không tồn tại nữa rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta có thể giết chết nhân vật chính tiếp theo khi hắn ta xuất hiện không? Tiểu Bút nói, ban đầu nếu cha ngươi cũng nghĩ như vậy, có thể sẽ không có ngươi rồi. Diệp Huyên ngây người, con trai ta. Tiểu Bút nói, chưa chắc chắn, nhưng, cũng có khả năng. Diệp Huyên khẽ nói, đây chẳng phải là loại báo cha sao? Tiểu Bút. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, không quan tâm chuyện này nữa. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy. Nói rồi, hắn nhìn xung quanh, tinh không yên tĩnh, không một tiếng động. Diệp Huyên ngồi xếp bằng, hắn mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Trong chiếc nhẫn chứa đồ này, có chừng 380 triệu đạo tinh. 380 triệu. Toàn bộ là hắn có được từ vương tộc ở đạo vực. Ngoài 380 triệu đạo tinh, bên trong còn có vô số các loại công pháp võ kỹ và thần thông chi thuật. Nói chung, toàn bộ vương tộc, đều đang ở trong tay hắn đây. Hắn hiện tại, hoàn toàn không cần phải lo lắng vì tài nguyên tu luyện nữa rồi. Lúc này, Tiểu Bút bỗng nói, ta vẫn kiến nghị ngươi sau khi đạt đến trật tự cảnh thì hãy ngoài du ngoạn. Nếu không, bây giờ ngươi mà ra ngoài du ngoạn thì chắc chẳng còn trở về được mất. Trật tự cảnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ngươi nói có lý. Như Tiểu Bút nói hiện tại cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, nếu hắn đến trật tự cảnh, thì sẽ khác hoàn toàn. Bởi vì trật tự của hắn là trật tự bên ngoài. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, sau đó xòe tay, vô vàn kiếm ý nhân gian bỗng chốc ngưng tụ trong bàn tay hắn. Kiếm ý nhân gian. Nhìn kiếm ý nhân gian trong tay, Diệp Huyên cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Trật tự cảnh này của hắn khác với cảnh giới khác, không phải muốn đột phá là đột phá, nhất định phải thành lập trật tự, có đủ tín ngưỡng chi lực thì mới được. Cũng có nghĩa là, hắn chỉ có thể đợi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác thở dài trong lòng. Hiện tại hắn chỉ có thể đợi toàn bộ trật tự thư viện được kiến thành, sau đó thông qua tín ngưỡng chi lực để hoàn thành trật tự của bản thân hắn. Đợi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt nói, ta có thể nâng cao thân xác của ta. Thân xác. Thời gian này, sở dĩ hắn có thể điên cuồng thách đấu vượt cấp, một phần lớn nguyên do chính là thân xác của hắn. Bất tử mới có hy vọng. Hắn cảm thấy, thân xác của hắn vẫn có thể nâng cao lên. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nói, Tiểu Bút, kiến thức ngươi rộng rãi, có đề nghị nào không? Kiến thức rộng. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tiểu Bút bỗng hăng hái. Nó phấn khích nói, ngươi đợi đi, ta nghĩ cho ngươi. Diệp Huyên. Một lúc sau, Tiểu Bút nói, ta nghĩ ra rồi. Diệp Huyên nói đi. Tiểu Bút thấp giọng nói, ngươi nói tu luyện thân xác, ta nhớ đến đạo môn có một người rất đáng sợ, nàng ta là tu luyện thân xác. Người này tên Mục Sinh, nàng ta ở đạo môn là một người vô cùng đặc biệt. Diệp Huyên nhíu mày, vô cùng đặc biệt. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, nàng ta là một cô bé do chủ nhân nuôi dưỡng, bởi vì thể chất đặc thù, vì vậy, nàng ta tập trung tu luyện thân xác. Năm đó khi ta nhìn thấy nàng ta, thân xác nàng ta đã tu luyện thành bất diệt trong truyền thuyết rồi, rất đáng sợ. Trong đạo môn này, căn bản không có người nào dám gây chuyện với nàng ta, bởi vì thân xác nàng ta thực sự quá kinh khủng, là kiểu có thể đứng cho ngươi đánh cả canh giờ, sau đó lại đánh trả lại. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, đạo nhục thân, nhị nha mới là kinh khủng nhất. Tiểu Bút thấp giọng nói, Mục Sinh cũng rất đáng sợ. Tiểu Tháp nói, nhị nha lợi hại, không cho phản bác. Tiểu Bút tức giận, đó là người chưa từng thấy Mục Sinh.
Nếu ngươi thấy mục sinh, ngươi. Tiểu tháp bỗng nói, nhị nha dám ngang bướng với thiên mệnh tỷ tỷ, mục sinh kia của ngươi dám không? Tiểu bút im lặng. Tiểu tháp nói tiếp, năm đó nhị nha từng chịu qua kiếm của thiên mệnh tỷ tỷ, nhưng nàng ấy vẫn còn sống. Mục sinh của đạo môn các người kia nếu có bản lĩnh, thì để nàng ta lướt qua một kiếm của thiên mệnh tỷ tỷ đi, xem nàng ta. Tiểu bút bỗng nói, đừng nói nữa. Ông đây không muốn cãi với ngươi. Tiểu tháp. Tiểu bút nói, ngươi có hứng thú đi tìm mục sinh kia không? Ta biết nàng ta đang ở đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ta nể mặt ngươi không? Tiểu bút im lặng, Diệp Huyên nhíu mày, lúc này, tiểu bút nói, đương nhiên nể mặt ta rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta đi tìm nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ nể mặt tiểu bút ta. Diệp Huyên lập tức có thái độ nghi ngờ, tiểu bút cũng thích ra vẻ hệt như tiểu tháp vậy. Cũng không biết là học mấy trò này ở đâu ra nữa. Tiểu bút nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi tìm nàng ta. Ngươi yên tâm, tiểu bút ta trước giờ không ra vẻ, nói nể mặt ta, thì chắc chắn nàng ta sẽ nể mặt ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta tin người. Tiểu bút nói, đi. Nói rồi, Diệp Huyên lập tức ngự kiếm biến mất nơi tinh không xa xôi. Diệp Huyên vừa biến mất không bao lâu, thời không chỗ lúc nãy của hắn đột nhiên rung chuyển, sau đó, thời không nứt ra, một cô gái mặc áo bào đen đi ra. Đôi mắt cô gái áo bào đen có màu tím đậm, hai tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, giữa trán nàng ta có một ấn ký màu đỏ. Ngay lúc này, cô gái áo đen nhíu chặt mày, sau đó, nàng ta xoay người, lập tức biến mất. Cô gái áo đen vừa biến mất, một thanh kiếm không biết từ đâu phá không xuyên đến. Bù! Vị trí cô gái áo đen đứng lúc đầu lập tức bị xóa bỏ. Nhưng lúc này cô gái áo đen đã biến mất không thấy dấu. Một lúc sau, một âm thanh vang lên từ trong sân, chạy nhanh thật sơ ý rồi. Vừa nói xong, kiếm đã biến mất. Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, xuyên qua thời không. Lần này, mục tiêu của hắn là mục giới. Mục giới, chính là nơi ở của mục sinh. Theo lời của tiểu bút thì mục sinh và thiên đạo khác ở trong đạo môn không giống nhau. Nàng ta không thích quan tâm mấy việc thường là mấy, cũng không thích tham gia vào chuyện nội bộ đạo môn. Bình thường chỉ thích ăn với chăn dê. Vì vậy, chủ nhân bút đại đạo cho nàng ta tự quản riêng một thế giới. Thế giới này không lớn, không có mấy chuyện lộn xộn. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến mục giới. Sau khi đến mục giới, Diệp Huyên phát hiện, cả mục giới này quả thực không lớn. Hơn nữa, hắn nhận ra là trong toàn bộ mục giới không có thành trì, 90% diện tích đều là thảo nguyên, ngoài ra, còn có một ít đảo. Không lâu sau, Diệp Huyên một khu thảo nguyên, vừa đến thảo nguyên, Diệp Huyên đã ngây người. Trên thảo nguyên trước mặt hắn không xa, có mấy chục vạn con dê đang chạy nhảy, mà dẫn đầu là một cô gái mặc đồ gia thú, cô gái trông không quá lớn, chỉ chừng 16-17, khắp người đều là gia thú, tóc buông xóa tùy ý, lúc này nàng ta đang cưỡi một con dê, sau đó dẫn mấy chục vạn con dê chạy nhảy trên thảo nguyên. Cô gái cưỡi dê. Diệp Huyên nói, nàng ta chính là mục sinh. Tiểu bút phấn khích nói, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn mục sinh phía xa, sau đó nói, trông không giống cao thủ. Tiểu bút. Ngay lúc này, mục sinh dẫn đầu ở phía xa bỗng dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, sau đó, nàng ta bỗng quát lên, lao tới. Nói xong, nàng ta lập tức cưỡi con dê kia lao về phía Diệp Huyên. Mà sau lưng nàng ta, mấy chục vạn con dê cũng đều lao lên theo. Không thể không nói, mấy trăm nghìn con dê xông lên, thanh thế cũng rất lợi hại, lúc này, Diệp Huyên cảm thấy cả thảo nguyên đều đang chuyển động. Lúc mục sinh cách Diệp Huyên mấy chục trượng, nàng ta đột nhiên nói, xuyệt. Con dê nàng ta cưỡi lập tức dừng lại, mà sau lưng nàng ta, đàn dê cũng dừng lại theo. Rất chỉnh tề, không hề loạn chút nào. Mục sinh nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Mục sinh lắc đầu, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên xòe tay, bút đại đạo xuất hiện trong tay hắn, nhìn thấy bút đại đạo, mục sinh khẽ sững sờ, sau đó nói, bút đại đạo. Bút đại đạo vội nói, mục sinh, người còn nhớ ta chứ? Mục sinh cười nói, nhớ, tiểu bút, không phải nói người bị giam cầm rồi sao? Sao ngươi lại chạy ra rồi?
Tiểu Bút cười nhạt nói, ta được thả ra rồi. Mục Sinh chớp mắt, ngươi lừa ta, chắc chắn là ngươi tự mình chạy ra. Tiểu Bút. Mục Sinh cười nói đi, ngươi đến tìm ta làm gì? Tiểu Bút vội nói, là như vậy, hôm nay ra đưa vị đồ đệ này đến cho ngươi, hắn rất ưu tú, ngươi không thể bỏ qua đâu đấy. Nghe vậy, Mục Sinh chớp mắt, sau đó cười nói, thân xác hắn quá yếu. Vẻ mặt Diệp Huyên bỗng có chút không tự nhiên. Quá yếu. Lần đầu tiên hắn bị người ta nói thân xác yếu. Mục Sinh cười nói, thế nào, hình như ngươi không phục lắm. Diệp Huyên nói, thân xác ta rất yếu sao? Mục Sinh chớp mắt, vậy ta đánh ngươi một quyền. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, Tiểu Bút nói thân xác ngươi rất mạnh, đúng chứ? Mục Sinh cười nói, cũng được. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không tin lắm, ngươi có dám để ta thử không? Mục Sinh nhảy xuống dê, sau đó nói, đến đi. Diệp Huyên cười nói, như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu ta có thể làm thân xác ngươi bị thương, ngươi nhận ta làm đồ đệ, giúp ta nâng cao nhục thân, nếu không thể, ta cho ngươi 200 triệu đạo tinh. Mục Sinh lắc đầu, ta không cần đạo tinh gì đó, ta không hứng thú với tiền. Diệp Huyên im lặng. Cả đời này hắn chỉ từng nghe hai người nói không hứng thú với tiền, một là Tần Quan, một chính là Mục Sinh, Tần Quan là vì quá nhiều tiền mà không hứng thú, mà vị trước mặt này là thật sự không hứng thú với tiền. Đều là nhân vật rất ra gì. Lúc này, Mục Sinh đột nhiên nói, nếu ngươi không thể làm thân xác ta bị thương, vậy đưa cho ta tiểu tháp của ngươi đi. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trùng xuống. Cô gái này nhìn thấy tiểu tháp rồi. Mục Sinh cười nói, thế nào? Diệp Huyên im lặng. Mục Sinh nhún vai, đợi ngươi suy nghĩ xong lại đến tìm ta. Nói xong, nàng ta đang định rời đi thì lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, bây giờ thử đi. Mục Sinh quay đầu nhìn Diệp Huyên, nàng ta vươn tay phải, đưa tháp cho ta đi. Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy ta đã thua rồi sao? Mục Sinh gật đầu, ngươi bây giờ, không làm ta bị thương được. Diệp Huyên khẽ cười, hắn không nói gì, lập tức lấy kiếm Thanh Huyên ra, sau đó trực tiếp chém một kiếm vào lòng bàn tay Mục Sinh. Bù! Một luồng kiếm quang sáng rực. Sau khi kiếm quang tản đi, trong lòng bàn tay Mục Sinh, có thêm một vết kiếm khá nhạt. Tuy nhạt, nhưng vẫn có. Thấy vậy, Mục Sinh nhíu chặt mày. Diệp Huyên nhìn Mục Sinh, ngươi thua rồi. Mục Sinh im lặng một lúc. Đột nhiên nàng ta đánh một quyền vào ngực Diệp Huyên. Thoáng chốc, thân xác Diệp Huyên lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại linh hồn. Đầu óc Diệp Huyên trống rỗng. Mẹ nó! Ngươi chơi ta sao? Diệp Huyên ngơ ngác. Người phụ nữ này sao thế? Không nói võ đức à? Chính vào lúc đó, Mục Sinh bỗng lắc đầu, nói thân xác của ngươi quá yếu, hủy đi làm lại cái mới, đi theo ta. Nàng ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Diệp Huyên đứng ngây ra tại chỗ một lúc rồi nhìn sang Mục Sinh, trực giác nói cho hắn biết cô gái này đang muốn đánh cho hắn một trận. Tạo lại thân xác chỉ là cái cớ thôi. Có điều hắn cũng hết cách vì đối phương vừa ra tay thì hắn đã biết hắn không thể đánh lại đối phương. Bất lực. Diệp Huyên đi theo nàng ta. Đám dê đằng xa lập tức tản ra hai bên. Mục Sinh phất tay, các ngươi tự đi chơi đi. Đám dê nghe vậy thì hí to rồi quay đầu chạy mất. Diệp Huyên liếc nhìn đám dê rồi nói, Mục Sinh cô nương, ngày nào cô cũng ở đây chăn dắt à? Mục Sinh đáp, ngươi không thấy dê con rất đáng yêu sao? Diệp Huyên im lặng, hắn không biết dê có đáng yêu không, hắn chỉ biết thịt dê ăn rất ngon. Mục Sinh mỉm cười, nói, sau khi tu luyện thân xác xong thì có muốn ở lại đây chăn dê với ta không? Diệp Huyên nghe vậy thì vội lắc đầu. Mục Sinh mỉm cười, đáp, ngươi sốc nổi quá. Diệp Huyên cạn lời. Mục Sinh dẫn Diệp Huyên đến trước một đầm nước, nước trong đầm trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Mục Sinh nói, xuống đó đi. Diệp Huyên liếc nhìn xuống nước và hơi do dự. Mục Sinh trợn Diệp Huyên, yên tâm đi, chẳng lẽ ta lại giết ngươi? Dù ta có muốn giết ngươi thì cũng không giết được, ngươi mang nhân quả trên người, tạm thời không thể giết chết được. Diệp Huyên cũng không do dự thêm nữa mà nhảy luôn xuống đầm. Lúc này,
Mục Sinh nói, trước khi có được thân xác cường tráng thì phải có ý chí và thần hồn vững mạnh trước mới có thể chịu đựng nổi một thân xác cực kỳ lớn mạnh. Vì vậy, ta phải rèn luyện thần hồn và ý chí của ngươi trước. Nàng ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi nói tiếp, ngươi nên biết rằng không phải ta đang ngược đãi và giày vò ngươi, hiểu không? Diệp Huyên nghe vậy thì vẻ mặt liền nặng trĩu, má, cô không nói còn đỡ, nói xong thì nghe hơi thốn rồi đấy. Mục Sinh bỗng xòe tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Bỗng chốc, một luồng sức mạnh khủng khiếp, thần bí liền bao trọn lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên tròn mắt, lúc này, hắn cảm thấy như có hàng vạn ngọn núi lớn đang đè lên người khiến hắn không sao thở nổi. Nhưng tay phải của Mục Sinh lại không ngừng ấn xuống thêm. Hai tay Diệp Huyên nắm chặt, đầu óc như bị đổ chì vào trong nặng không tả nổi. Mục Sinh nhìn Diệp Huyên, nền tảng của ngươi không ổn lắm, nhất là sức mạnh ý chí và thần hồn. Nàng ta vừa nói vừa thu tay lại. Luồng sức mạnh khủng khiếp đó bỗng biến mất, Diệp Huyên liền thấy toàn thân nhẹ nhõm. Mục Sinh ngồi bên cạnh, sau đó lấy ra rất nhiều thức ăn. Nàng ta cầm một con gà lên nướng, sau đó nói cảm giác thế nào. Diệp Huyên nằm bất động trong nước, lúc này hắn đã kiệt sức thật sự. Mục Sinh mỉm cười, nói yêu thú tu luyện thân xác luôn có những điều kiện thuận lợi nhất định nhưng con người chúng ta thì không có. Vì vậy, nếu con người muốn tu luyện thân xác và tu luyện được thân xác còn mạnh hơn cả thân thể của yêu thú thì bắt buộc phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng. Ta nói cho ngươi biết. Nỗi đau mà ngươi đang chịu đựng bây giờ chưa bằng một phần ngàn vạn. Nếu ngươi muốn từ bỏ thì bây giờ có thể đi, đừng để đến lúc bỏ cuộc giữa đường, đến lúc đó chịu khổ rồi nhưng lại chẳng luyện được thân xác mới, vậy thì thiệt lắm. Diệp Huyên nhìn Mục Sinh, cô hủy thân xác của ta rồi, giờ bảo ta bỏ cuộc sao? Cái quái gì thế? Diệp Huyên liền lắc đầu, ta không bỏ cuộc, tiếp tục đi. Mục Sinh gặm một miếng đùi gà rồi mỉm cười, nói, được. Nàng ta nói xong thì xòe bàn tay ra, sau đó ấn mạnh về phía Diệp Huyên. Lần ấn này khiến Diệp Huyên trợn ngược mắt, sau đó ngất lịm đi. Lúc này, Tiểu Bút xuất hiện bên cạnh Mục Sinh, run rẩy hỏi, Mục Sinh, hắn không sao chứ? Mục Sinh nhìn Diệp Huyên rồi nói, không sao. Tiểu Bút do dự một lúc rồi nói, đừng có để hắn chết à. Nếu Diệp Huyên mà chết thì sẽ to chuyện. Mục Sinh mỉm cười, nói yên tâm, không chết được đâu. Tiểu Bút nghe vậy thì mới thấy yên tâm. Mục Sinh nhìn Tiểu Bút rồi nói, Tiểu Bút, bây giờ ngươi theo hắn lăn lộn rồi à? Tiểu Bút gật đầu, đúng vậy. Mục Sinh mỉm cười, nói, dù thế nào đi nữa thì cũng cố gắng nhé. Tiểu Bút gật nhẹ đầu, đa tạ. Mục Sinh mỉm cười, không nói thêm gì nữa, tiếp tục gặp đùi gà đang cầm trên tay. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên ở dưới nước từ từ mở mắt ra, lúc này, hắn cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, không có lấy chút sức lực nào. Mục Sinh nhìn Diệp Huyên rồi nói, tỉnh rồi à. Diệp Huyên nghe thấy tiếng Mục Sinh thì ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, sau đó yếu ớt đáp tiếp tục nữa không. Mục Sinh bước đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười, nói, ngươi tưởng tu luyện thân xác là chuyện rất đơn giản sao. Diệp Huyên im lặng. Mục Sinh nói tiếp, khó hơn gấp trăm lần trong tưởng tượng của ngươi. Nàng ta vừa nói vừa phất tay lên, cảnh vật ở đó lập tức biến đổi. Lúc này, Diệp Huyên và Mục Sinh xuất hiện trong một tinh vực băng giá. Ở đó, Diệp Huyên lạnh đến mức run lên. Mục Sinh chỉ về bậc thềm đá trong tinh không phía đằng xa rồi nói, đi từ đây đến cuối đường. Diệp Huyên nhìn về bậc tam cấp bằng đá, nó kéo dài đến tận cuối đường, vốn không nhìn thấy điểm cuối. Mục Sinh nói, đi đi. Diệp Huyên nhìn Mục Sinh rồi đi về phía bậc tam cấp đá. Chỉ cần không phải đối phương chơi hắn thì có khổ có mệt đến đâu đi nữa, Diệp Huyên hắn cũng chịu được. Sau khi Diệp Huyên bước chân lên thềm đá thì phát hiện chỗ này thật sự rất lạnh. Lạnh đến tận trong tâm can. Diệp Huyên cố nhịn cái lạnh buốt xương, tiến từng bước trên những tam cấp đá. Nghị lực, Diệp Huyên cắn chặt răng, bước từng bước. Mỗi một bước chân đặt xuống thì thân xác lại lạnh thêm một phần. Diệp Huyên đi từng bước chậm chạp, vì hắn thật sự không thể nhanh nổi. Hắn bây giờ vô cùng yếu ớt. Mục Sinh ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì.
Lúc này, tiểu bút xuất hiện bên cạnh Mục Sinh, nói chỗ này là địa bàn của Hàn Thiên Đạo. Mục Sinh gật đầu, ta mượn dùng chút thôi. Tiểu bút nói một tiếng chưa. Mục Sinh nhìn tiểu bút, nói cần thiết sao. Tiểu bút. Lúc này nó mới nhớ ra, trong đạo giới Mục Sinh chính là tiểu bá vương. Mục Sinh nhìn Diệp Huyên đang hướng về bậc đá rồi nói, tiểu bút, thứ hắn luyện nằm ngoài trật tự. Tiểu bút nhìn Mục Sinh và không nói gì. Mục Sinh mỉm cười, nói tu luyện ngoài trật tự có nghĩa là hắn đang muốn tạo phản. Tiểu bút do dự một lát rồi nói, chủ nhân đã ngầm cho phép rồi. Mục Sinh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tiểu bút thở dài và cũng không nói thêm gì. Lúc này, Diệp Huyên càng đi càng xa. Hắn bước trên bậc đá, toàn thân lạnh buốt đến mất hết cảm giác, nhưng mắt hắn vẫn hướng về điểm cuối của những bậc thang đá. À không, hắn vốn dĩ không thấy điểm cuối nằm ở đâu. Thật ra, con người tuyệt vọng nhất là khi nào? Là khi làm một việc nhưng không nhìn thấy chút hy vọng nào, hắn cũng không biết phía trước có kết quả hay không. Sự dày vò đó vô cùng đáng sợ. Mà lúc này hắn đang phải đối mặt với hoàn cảnh đó. Hắn bước từng bước khó khăn nhưng lại không thấy được điểm dừng. Có điều, Diệp Huyên vẫn không nản lòng mà cứ bước tiếp. Bỏ cuộc. Bao nhiêu năm nay, hắn đối mặt với bao nhiêu chuyện nhưng vẫn chưa từng biết bỏ cuộc. Mặt khác, một cô gái mặc đồ trắng bỗng xuất hiện ở cách Mục Sinh và tiểu bút không xa, tiểu bút nhìn thấy cô gái áo trắng thì liền thốt lên, Hàn chủ. Hàn chủ nhìn bút đại đạo, khẽ lắc đầu, nói, bút đại đạo, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại thành ra thế này, nhớ năm xưa. Nàng ta nói với ánh mắt đầy phức tạp. Bút đại đạo năm xưa cũng là một truyền kỳ. Mục Sinh ở bên cạnh mỉm cười, đáp cô đừng nói mấy lời đó nữa, nếu không tiểu bút lại buồn. Tiểu bút lắc đầu, không có gì buồn cả, là do năm xưa ta mắc sai lầm, chỉ có thể trách bản thân thôi. Mục Sinh cười, nói, không sao, không sao, người vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu, cứ từ từ. Bút đại đạo gật đầu. Hàn chủ nhìn Mục Sinh rồi nói, Mục Sinh, sao hôm nay cô lại có thời gian đến chỗ ta thế này? Mục Sinh chỉ về Diệp Huyên ở đằng xa, mượn địa bàn của cô dùng chút. Hàn chủ nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, chau mày, vua dựa dẫm. Mục Sinh mỉm cười, nói cô quen biết hắn sao? Hàn chủ nói, không quen, có điều từng nghe nói, cách đây không lâu hắn đã diệt vương tộc. Vương tộc. Mục Sinh nghe xong thì ngây người, sau đó nói, vương tộc đã bị diệt rồi sao? Hàn chủ gật đầu, đúng vậy. Mục Sinh nhìn về Diệp Huyên, khẽ nói, vậy thì thú vị rồi. Nàng ta vừa nói vừa nhìn bút đại đạo rồi nói, tiểu bút, rốt cuộc ngươi định thế nào? Hàn chủ cũng nhìn bút đại đạo im lặng một lúc rồi hạ giọng nói, không có dự tính gì cả, chỉ là đi bước nào tính bước đó thôi. Hai người phụ nữ nhìn nhau và không nói gì. Hàn chủ nhìn Diệp Huyên ở phía xa rồi nói, đạo thần đã hạ lệnh bất cứ người nào trong đạo giới cũng không được động đến hắn, không chỉ có đạo giới. Một số đạo môn cũng thi nhau hạ lệnh cho thuộc hạ của mình, không được chọc đến tên vua dựa dẫm này. Nàng ta vừa nói vừa lắc đầu, hai muội muội của hắn thật sự là vô địch. Mục Sinh khẽ nói, trên người hắn đích thực là có nhân quả. Hàn chủ hạ giọng nói, Mục Sinh, cô giúp hắn tu luyện thân xác chưa chắc đã là chuyện tốt. Mục Sinh mỉm cười, nói ta cược thua nên phải nhận thua, những thứ khác ta không nghĩ quá nhiều, ta chỉ là một người chăn dê. Ta không có hứng thú với những thứ khác. Hàn chủ nhìn Mục Sinh, lắc đầu, nàng ta không tin mấy lời đó của Mục Sinh đâu. Chăn dê. Người phụ nữ này tinh danh lắm. Bút đại đạo bỗng mỉm cười, nói yên tâm đi, nếu hắn thật sự xây dựng được trật tự pháp lý thì cũng không phải chuyện xấu, chủ nhân cũng không hẹp hòi vậy đâu. Mục Sinh đang định lên tiếng thì Diệp Huyên ở phía tam cấp đá bỗng nằm bẹp xuống. Mục Sinh thấy thế thì chau mày, mới thế mà đã không chịu nổi rồi sao? Xa xa trên thềm đá, Diệp Huyên nằm bò thềm đá, giờ phút này ý thức của hắn đã dần mơ hồ. Quá lạnh! Hắn chưa bao giờ trải qua cái lạnh như này. Bên kia, hai người Mục Sinh và bút đại đạo đều đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Lúc này, Hàn chủ đột nhiên lắc đầu, ý thức của hắn đã mơ hồ, cứ tiếp tục như vậy, linh hồn sẽ tan mất.
Mục Sinh khẽ gật đầu, nàng ta cũng cho rằng Diệp Huyên đã đến cực hạn rồi. Mà đúng lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, từ từ. Hai cô gái nhìn về phía Bút Đại Đạo, Bút Đại Đạo nhẹ giọng nói, đợi thêm chút nữa. Hàn chủ vừa muốn nói cái gì, xa xa Diệp Huyên đột nhiên động đậy. Nhìn thấy một màn này, hai cô gái đều hơi ngẩn người. Lúc này, Diệp Huyên vậy mà lại bắt đầu bò lên trên. Ở quanh người hắn, một luồng kiếm ý đỏ như máu không biết đã xuất hiện từ khi nào. Huyết mạch bất khuất. Như thế nào là bất khuất? Thà chết chứ không chịu khuất phục, vĩnh viễn không từ bỏ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bậc đá vẫn không nhìn thấy điểm cuối kia, ánh mắt hắn kiên định, từng bước trèo lên trên. Mục Sinh nhìn thấy một màn này, nhẹ giọng nói, đã đánh giá thấp hắn rồi. Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Bút Đại Đạo đột nhiên nói, người từng có thể được chủ nhân lựa chọn, sao có thể là người bình thường. Chỉ tiếc, mọi chuyện sau này đã vượt ngoài sự kiểm soát của chủ nhân. Nói xong, nó khẽ lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Mục Sinh cười nói, Bút Đại Đạo, người có phải là nội gián mà chủ nhân sắp xếp bên cạnh hắn không? Bút Đại Đạo lắc đầu, chủ nhân sẽ không làm loại chuyện như vậy. Là ta muốn đi theo hắn. Mục Sinh nhìn thoáng qua Bút Đại Đạo, không nói gì nữa. Hàn chủ cũng nhìn thoáng qua Bút Đại Đạo. Bút Đại Đạo này là chuẩn bị định làm phản sao? Đúng lúc này, xa xa tốc độ Diệp Huyên thế nhưng càng lúc càng nhanh. Hàn chủ và Mục Sinh nhìn thấy cảnh này, đều sửng sốt. Xa xa trên bậc đá, lực lượng huyết mạch bất khuất trên người Diệp Huyên càng ngày càng nhiều. Hàn chủ nói, hắn như này tính là gian lận không? Mục Sinh lắc đầu, huyết mạch này của hắn thăng cấp rồi. Huyết mạch của hắn đã kéo theo thần hồn và ý chí của hắn. Ý chí bất khuất. Thần hồn bất khuất. Tốc độ của Diệp Huyên càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hắn đứng lên, mà quanh người hắn, một cỗ huyết mạch chi lực nhàn nhạt trực tiếp ngăn cản tất cả những hàn lực xung quanh. Lúc này, Mục Sinh đột nhiên nhẹ giọng nói, huyết mạch này của hắn. Vậy mà là một thể với thần hồn, thật lợi hại. Hàn chủ cũng gật đầu đồng ý. Lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, cha hắn từng đến quy khư chi địa cướp người. Hai cô gái nhìn về phía Bút Đại Đạo, Bút Đại Đạo nói, còn không chỉ một người. Mục Sinh lúc này giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Bút Đại Đạo nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, nhẹ giọng nói, hắn mới lợi hại, cả nhà bọn họ đều vô cùng lợi hại. Hai cô gái. Xa xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ những bậc đá trước mặt hắn đã biến mất. Mất rồi. Lúc này, Mục Sinh xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, được rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Sinh, nàng ta cười nói, đã phát hiện ra thần hồn và lực ý chí của mình có gì khác chưa? Diệp Huyên tự cảm nhận bản thân một chút, một lát sau, hắn nhẹ giọng nói, ý chí bất khuất, thần hồn bất khuất. Mục Sinh gật đầu, ý chí và thần hồn của ngươi đã đạt được đột phá. Hiện tại, chúng ta có thể tu luyện thân thể rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Mục Sinh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta liền xoay người biến mất. Tại chỗ, khuôn mặt Diệp Huyên tối sầm xuống. Mẹ nó! Hắn phát hiện, hắn căn bản không thể cảm nhận thấy hơi thở của Mục Sinh. Mẹ ơi! Cô gái này không phải là cố ý ra vẻ đấy chứ? Lúc này, Mục Sinh lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sao ngươi không đi theo? Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi dẫn ta đi đi. Mục Sinh khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên nói, rất yếu. Mục Sinh nhìn đánh giá Diệp Huyên, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, ngươi có phải không cảm nhận thấy hơi thở của ta? Diệp Huyên. Mục Sinh cười ha ha, sau đó phất tay áo, cùng Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Xa xa, Bút Đại Đạo nói, chúng ta đi xem. Hàn chủ nhìn thoáng qua Bút Đại Đạo, ngươi có phải là cũng không cảm nhận thấy hơi thở của nàng ta? Bút Đại Đạo. Hàn chủ lắc đầu thở dài, hiện tại ngươi sống cũng quá thảm đi. Nói xong, nàng ta liền dẫn theo Bút Đại Đạo biến mất tại chỗ. Mục Sinh dẫn theo Diệp Huyên đến một chỗ sâu trong lòng đất, Hàn chủ cũng đã theo đến.
khi nhìn thấy nơi này, Hàn Chủ ngây cả người, Mục Sinh, ngươi. Mục Sinh cười nói, làm sao? Hàn Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Mục Sinh cười nói, không sao đâu, chủ nhân đã rất lâu không đến nơi này rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng nói, có bảo bối gì không? Mục Sinh nhìn Diệp Huyên, cười rất xấu xa, đúng vậy. Rất nhiều bảo bối. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, cậu hẳn là biết tu luyện thân thể rất đau đớn đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Bút Đại Đạo tiếp tục nói, cách Mục Sinh tu luyện thân thể không giống với những người khác, lát nữa cậu phải cố chống đỡ đấy. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, mấy năm nay tu luyện thân thể, có đau đớn gì mà ta chưa trải qua? Bút Đại Đạo muốn nói lại thôi, một bên Mục Sinh cười càng xấu xa hơn. Diệp Huyên nhìn thấy nụ cười của Mục Sinh, trong lòng nhất thời dâng lên một chút bất an. Lúc này, Hàn Chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta được biết, người hình như đã giết không ít người của đạo môn. Pháp thần của pháp giới chính là chết ở trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hàn Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên cười nói, vấn đề này, ta cảm thấy được ngươi vẫn là không nên hỏi ta, ngươi hỏi Bút Đại Đạo đi. Bút Đại Đạo vội vàng nói, hỏi ta làm cái gì? Ta vẫn luôn kiên định đứng về phía cậu. Diệp Huyên không nói gì, huynh căng thẳng làm gì, huynh nói cho nàng ta chân tướng là được. Bút Đại Đạo nói, không cần thiết nữa rồi, dù sao đều đã chết rồi. Diệp Huyên. Hàn Chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, từ khi quen biết ngươi, ta phát hiện, ngươi cũng không phải loại người ngang ngược không nói đạo lý, cho nên, ta cũng rất nghi ngờ, vì sao ngươi và đạo môn chúng ta lại phát sinh đủ loại mâu thuẫn vậy. Diệp Huyên suy nghĩ. Sau đó nói, cũng không thể nói ta có mâu thuẫn với cả đạo môn các ngươi, ta và một số người trong đạo môn đều có quan hệ khá tốt, chỉ là có mâu thuẫn với một vài cá nhân. Hơn nữa, ta cũng không có căm thù với toàn bộ đạo môn của các ngươi. Hàn Chủ còn muốn nói điều gì, Mục Sinh ở bên cạnh đột nhiên nói, rất bình thường. Trong đạo môn, rất nhiều người tự cho mình là đúng, cảm thấy chính mình là thiên đạo, là pháp tắc, cao cao tại thượng, tự cao tự đại, ta cũng ngứa mắt bọn chúng. Hàn Chủ nhìn thoáng qua Mục Sinh, không nói gì. Đúng lúc này, Mục Sinh đột nhiên ngừng lại, trước mặt nàng ta cách đó không xa, ở đó có một cửa đá. Mục Sinh cười nói, cẩn thận rồi. Nói xong, nàng ta phất tay áo lên, cửa đá kia lập tức được mở ra, khi cửa đá kia mở ra, nhiệt độ nơi đây tăng lên trong nháy mắt, Diệp Huyên lập tức thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện, linh hồn của hắn thế nhưng lại trở nên hư ảo vào một khắc này. Mục Sinh nói, còn không mau tự bảo vệ linh hồn của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng thúc giục huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian. Nhưng mà hắn lại phát hiện, huyết mạch chi lực và kiếm ý nhân gian của hắn vừa xuất hiện đã trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyên cả kinh trong lòng. Lúc này, Mục Sinh nhìn về phía Hàn Chủ do dự một lát, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Huyên, khi nàng ta đến bên cạnh Diệp Huyên. Hắn lập tức cảm thấy nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Sinh, đây là... Mục Sinh cười nói, bây giờ sợ rồi chứ? Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng, Mục Sinh cô nương, nơi này là... Mục Sinh cười nói, đây là một nơi vô cùng đặc biệt, lúc trước chủ nhân từng ở đây, nhưng hiện tại nơi đây đã hoang phế rồi. Nói xong, nàng ta liếc nhìn Hàn Chủ một cái, sau đó nói, nếu không phải nàng ta... Ta cũng không dám dẫn ngươi đến. Bởi vì ngươi căn bản không chịu nổi lực lượng của nơi này. Nhưng mà, có nàng ta ở đây, ngươi hoàn toàn có thể chịu được lực lượng của dung nham chi linh kia. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, dung nham chi linh. Mục Sinh cười nói, ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, nàng ta đi vào bên trong cửa đá. Diệp Huyên và Hàn Chủ đi theo, mới vừa bước qua cửa đá, Diệp Huyên đã lại cảm nhận thấy sức nóng hầm hập khủng bố. Hắn vội vàng nhích lại gần Mục Sinh. Hàn Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Huyên nhìn thấy một ngọn lửa này bay đến trên một bãi đá ở xa xa, trên đầu nó có một phù ấn nho nhỏ. Lúc này, ngọn lửa kia đột nhiên hưng phấn nói, Mục Sinh. Mục Sinh, Hàn Chủ, wow, Bút Đại Đạo, ngươi làm thế nào ra ngoài rồi? Ngươi được thả rồi, không đúng,
Ngươi chắc chắn là đã tự chạy ra ngoài. Chắc chắn là vậy. Bút đại đạo. Mục Sinh cười nói, Dung Linh, đã lâu không gặp. Dung Linh thấp giọng thở dài, đúng là đã lâu không gặp. Các ngươi cũng không đến thăm ta. Ta biết, thế giới này chính là thực tế như vậy, hầy. Mục Sinh cười nói, nếu là không thể cứu ngươi, đến thăm ngươi cũng có tác dụng gì. Nghe vậy, Dung Linh ngây cả người, sau đó hưng phấn nói, có thể cứu ta. Mục Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, gật đầu. Diệp Huyên lại là trầm lặng. Đây là muốn mình đến cứu người sao? Lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, chủ nhân không phải là không quản mấy người phạm lỗi ở đạo môn, chỉ là, thật sự không thể quản hết. Dù sao, loại chuyện này, căn bản không thể diệt sạch hoàn toàn. Trước mặt cậu chính là kẻ năm đó đã phạm sai lầm. Sau đó bị chủ nhân giam giữ ở trong này. Diệp Huyên cười nói, huynh để ta đến gặp Mục Sinh, mục đích thật sự là muốn ta cứu nó. Bút Đại Đạo nói, đúng vậy, nhưng mà, nó cũng có thể giúp cậu, nếu cậu dùng nó đắp nặn thân thể, ta có thể nói với cậu một cách đầy trách nhiệm rằng, như vậy sẽ vô cùng lợi hại. Diệp Huyên trầm lặng. Bút Đại Đạo tiếp tục nói, nó đã bị nhốt mấy nghìn vạn năm rồi. Nó đã trả giá cho những sai lầm nó phạm phải trước đây rồi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, huynh năm đó cũng là vì phạm sai lầm, mới bị nhốt ở hệ ngân hà sao? Bút Đại Đạo nói, phải. Diệp Huyên có chút tò mò, huynh đã phạm lỗi gì? Bút Đại Đạo im lặng một lát, sau đó nói, tham ô. Biểu cảm Diệp Huyên cứng đờ. Tham ô. Diệp Huyên nghe những lời tiểu bút nói, lập tức ngây cả người. Tham ô. Diệp Huyên trầm giọng nói, huynh là bởi vì tham ô. Bút Đại Đạo nói, đúng vậy. Diệp Huyên không khỏi giơ ngón tay cái lên, huynh thật là lợi hại nha. Bút Đại Đạo. Đúng lúc này, Mục Sinh ở một bên đột nhiên nói, chớ để lãng phí thời gian nữa. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên đến trước mặt Dung Linh ở cách đó không xa, sau đó nói, Dung Linh, hắn có thể cứu ngươi, nhưng điều kiện chính là ngươi phải đắp nặn thân thể cho hắn, hơn nữa phải luôn đi theo hắn, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Dung Linh nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn đến Diệp Huyên, nó ngây người, sau đó nói, hắn. Có thể không? Mục Sinh gật đầu, có thể. Dung Linh trầm lặng một lát, sau đó nói, được. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, làm gì cũng được. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyên, chỉ cần các hạ có thể để cho ta ra ngoài, ta sẽ nguyện trung thành với các hạ. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện ở trong tay hắn, mà đúng lúc này, phù ấn trên đầu Dung Linh đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều ngây người. Biến mất rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên nhất thời trở nên cổ quái. Chủ nhân Bút Đại Đạo thật nể mặt hắn. Dung Linh ngây cả người, sau đó run giọng nói, chỉ vậy là được rồi. Vẻ mặt của Mục Sinh và Hàn Chủ cũng là vô cùng cổ quái. Lúc này, Dung Linh bỗng nhiên rung động, một lát sau, trong cơ thể nó đột nhiên bộc phát ra sức nóng hầm hập khủng bố. Mục Sinh phất tay áo, sức nóng hầm hập khủng bố kia lập tức bị ngăn cản. Ha ha! Dung Linh đột nhiên cười ha ha. Diệp Huyên nhìn Dung Linh, không nói lời nào. Mục Sinh đột nhiên nói, Dung Linh, nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Lời hứa? Nghe vậy, nụ cười của Dung Linh dần biến mất, nó nhìn về phía Diệp Huyên, không nói lời nào. Mục Sinh nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày lại, làm cái gì? Có phải là vết thương lành liền quên đau, muốn bắt đầu giả chết? Dung Linh hơi do dự, sau đó nói, không có. Diệp Huyên cười nói, nếu nó không muốn đi theo ta, cũng không sao cả. Dung Linh liền nói ngay, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Dung Linh đang muốn nói chuyện, lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, Dung Linh, ngươi cái đầu ngốc này. Dùng đầu lợn của ngươi nghĩ xem, Diệp Thiếu có thể một câu nói liền giải phong ấn cho ngươi, ngươi nói. Hắn có thể một câu nói liền khiến người thần hồn câu diệt hay không? Mẹ kiếp, nó biết tính tình của Diệp Huyên. Diệp Huyên bề ngoài trông giống như một người đọc sách, ôn hòa trên thực tế là một người bị trừng mắt cũng báo thù. Nếu Dung Linh dám đổi ý, tất sẽ vạn kiếp bất phục.
không chỉ có Dung Linh, sợ là bút đại đạo nó cũng không thoát khỏi liên quan. Bởi vì vốn là do nó tính toán thiệt hơn, mới lừa Diệp Huyên đến đây, hiện tại nếu Dung Linh làm như vậy, tất cả mọi người sẽ xong đời. Dung Linh nghe những lời bút đại đạo nói, cười khổ, ta không phải muốn đổi ý. Ta làm sao dám? Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyên, ta toàn lực phối hợp với Diệp Thiếu. Nó của giờ phút này, đầu óc tỉnh táo hơn không ít, nó biết, nếu nó đổi ý, khẳng định sẽ xong đời. Mục Sinh nhìn về phía Diệp Huyên, làm ngay ở đây đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Mục Sinh chỉ vào nham thạch ở xa xa, vào đi. Nói xong, nó lập tức hóa thành ánh lửa biến mất vào trong ngực Diệp Huyên. Ầm. Trong nháy mắt, cả linh hồn của Diệp Huyên biến thành màu đỏ. Diệp Huyên ngẩng đầu, mắt như muốn nứt ra. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp vỡ toác ra, sức cháy kia thật sự là quá khủng bố. Diệp Huyên cũng không nói nhiều lời, trực tiếp nhảy vào, vừa mới vào, một sức cháy lập tức thổi quét cả thần hồn hắn. Diệp Huyên đau đến rùng cả mình. Nhưng, hắn vẫn là chịu đựng được. Mục Sinh nhìn về phía Dung Linh, dung hợp với hắn. Dung hợp. Dung Linh thấp giọng thở dài, không nói lời nào. Dung hợp, vậy đồng nghĩa với sau này phải cùng một thể với Diệp Huyên rồi. Mục Sinh lắc đầu, với cái đầu óc này của ngươi, ta rốt cục cũng hiểu vì sao lúc trước ngươi lại bị giam giữ rồi. Ngươi còn ngu xuẩn hơn cả cừu ta nuôi. Nghe vậy, Dung Linh nhất thời nổi giận, Mục Sinh, ngươi có ý gì? Mục Sinh đột nhiên túm về phía trước, trực tiếp túm lấy Dung Linh vào trong tay, Dung Linh lập tức trở nên hư ảo. Sắc mặt Dung Linh lập tức thay đổi, Mục Sinh, ngươi làm cái gì? Mục Sinh lạnh lùng nhìn Dung Linh, nếu không phải đồng ý với hắn, giúp hắn nâng cao thân thể, ta hiện tại liền muốn bóp chết ngươi. Ngươi thật sự là đồ ngu, ta nhìn không quen bọn ngu xuẩn. Nói xong, nàng ta cầm Dung Linh đập mạnh xuống đất. Một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nổ tung trên người Dung Linh lập tức kêu lên thảm thiết. Một bên, Hàn Chủ thấp giọng thở dài, Dung Linh, ngươi là đồ óc lợn à? Một câu của vị Diệp công tử này, chủ nhân cũng đều phải nể mặt. Đi theo hắn, chẳng lẽ còn uất ức cho ngươi? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Nghe vậy, Dung Linh có hơi tủi thân nói, ta cũng không thế nào cả. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hàn Chủ nói, nhanh đi dung hợp đi. Dung Linh gật đầu, được. Mục Sinh quay đầu nhìn về phía Hàn Chủ, Hàn Chủ mở lòng bàn tay ra, một đóa sen băng xuất hiện ở trong tay nàng ta, đi. Thanh âm vừa dứt, đóa sen băng kia liền hóa thành một luồng ánh sáng biến mất vào trong cơ thể Diệp Huyên. Trong nháy mắt, cả thân thể Diệp Huyên toát ra hàn khí. Lúc này, Mục Sinh cũng chỉ tay một cái. Một ánh sáng trắng biến mất vào giữa hai chân mày Diệp Huyên, phương pháp tu luyện vừa rồi, ngươi chuyển vận theo phương pháp này, hấp thu lực lượng của Dung Linh và sen băng. Thanh âm vừa dứt, trong đầu Diệp Huyên lập tức xuất hiện một vài tin tức. Thần thể vô địch. Diệp Huyên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chuyển vận theo tâm pháp này, rất nhanh, thân thể hắn bắt đầu hấp thu lực lượng của sen băng và Dung Linh kia. Lúc này, Mục Sinh chắp hai ngón tay kéo dẫn, trong nháy mắt. Toàn bộ nham thạch nóng chảy dưới lòng đất đổ dồn đến giống như thủy triều. Lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bộc phát ra một lực lượng khủng bố. Mục Sinh đột nhiên nói, Dung Linh, đắp nặn thân thể cho hắn. Dung Linh nói, hiểu rồi. Vừa dứt lời, trong cơ thể Diệp Huyên chợt bùng lên một ngọn lửa khủng bố, ngay sau đó, thân thể Diệp Huyên vậy mà ngưng tụ lại từng chút một. Mục Sinh ngồi xuống một bên, chờ là được. Hàn Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, hắn không phải là kiếm tu sao? Mục Sinh cười nói, ai nói kiếm tu thì không thể tu luyện thân thể. Hàn Chủ không nói gì nữa. Mục Sinh nhìn thoáng qua Hàn Chủ, người ngược lại sẵn lòng cho, đóa sen hàng nghìn vạn năm kia nói cho là cho, cũng không hề cau mày chút nào. Hàn Chủ lạnh nhạt nói, vật ngoài thân. Mục Sinh cười ha ha, không nói thêm gì. Nàng ta đương nhiên biết, Hàn Chủ là muốn kết thiện duyên, đương nhiên, điều này cũng rất bình thường. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, thân thể Diệp Huyên đã ngưng tụ lại lần nữa, chỉ có điều, thân thể hắn lúc này là do nham thạch tạo thành.
Nhưng không bao lâu, thân thể hắn bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Cứ như vậy, lại qua một canh giờ sau, thân thể Diệp Huyên hoàn toàn khôi phục lại bình thường, mà dưới người hắn, nham thạch nóng chảy đã đều bị hấp thu hết. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt, trong hai mắt hắn, hai luồng nham thạch cuộn trào, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn nắm chặt tay phải lại, trong nháy mắt, tay phải hắn trực tiếp bốc cháy. Hàn chủ đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyên nhìn thân thể mình, hưng phấn nói, thành công rồi. Mục Sinh nói, tạm thời là thành công. Diệp Huyên sửng sốt, tạm thời. Mục Sinh lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng chỉ vậy là xong rồi sao? Diệp Huyên hưng phấn nói, còn phải tiếp tục à? Mục Sinh lại lắc đầu, không thể tiếp tục, bởi vì không còn đồ tốt cho ngươi hấp thu nữa rồi. Diệp Huyên nhất thời thầm tiếc trong lòng. Lúc này, Mục Sinh lại nói, hiện tại thân thể của ngươi đã rất lợi hại rồi. Dung Linh lại nói, ngươi có biết Dung Linh là cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Dung Linh. Mục Sinh cười nói, nó chính là lão quái vật đã sống hàng tỷ năm, trong ngũ hành thiên địa, hắn là sự tồn tại lợi hại nhất trong những thứ thuộc tính hỏa, hiện tại nó đã dung hợp làm một thể với ngươi, của ngươi thân thể của ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu nó không còn nữa, thân thể của ta có còn không? Mục Sinh nói, còn, nó không còn, thân thể của ngươi vẫn còn, tuy rằng nó đã hòa làm một thể với ngươi, nhưng là, ngươi là chủ. Mà nếu ngươi mất, nó cũng sẽ không còn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Dung Linh trầm giọng nói, ngươi có thể nghĩ cho cảm nhận của ta chút không? Ta vẫn ở đây. Diệp Huyên. Mục Sinh nói, thân thể hiện tại của ngươi, cho dù là cổ đạo cảnh cũng không thể phá được. Diệp Huyên nhíu mày, cổ đạo cảnh. Mục Sinh chớp chớp mắt, trên thiên đạo cảnh chính là cổ đạo cảnh, ngươi không biết à? Diệp Huyên trầm lặng. Mục Sinh nói, ta đã thực hiện lời hứa rồi, cáo từ. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, về sau thân thể của ta còn có thể tăng lên không? Mục Sinh nói, đương nhiên có thể, nhưng mà, rất khó. Người của hiện tại, thân thể muốn tăng lên, sẽ càng khó hơn nhiều so với trước. Diệp Huyên nhìn Mục Sinh, thân thể của ngươi mạnh đến mức nào? Mục Sinh cười nói, chắc là mạnh hơn gấp trăm lần so với ngươi. Ha ha! Nói xong, nàng ta liền biến mất khỏi đây. Tại chỗ, Diệp Huyên không nói gì. Hàn chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, nàng ta không nói dối. Ngươi của hiện tại, cường giả cổ đạo cảnh khó có thể phá hủy thân thể của ngươi, nhưng là nàng ta. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, quá phi thường. Trong cả đạo môn, chỉ có hai người có thể làm bị thương thân thể nàng ta, một người là chủ nhân, người còn lại là đạo linh. Diệp Huyên nhíu mày, đạo linh. Hàn chủ gật đầu, đúng vậy, nàng là người chấp pháp đạo môn, chuyên trừng trị những tên vi phạm quy củ, đúng rồi. Năm đó bút đại đạo chính là bị nàng ta phát hiện tham ô. Sau đó bút đại đạo đã bị đánh rất thảm. Bút đại đạo. Diệp Huyên cười nói, trước kia bút đại đạo rất lợi hại sao? Hàn chủ gật đầu, rất lợi hại, nhưng lần đó, nó đã bị đạo linh đánh nát thân thể. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu, rất thảm. Bút đại đạo đột nhiên trầm giọng nói, có thể đừng nói nữa không? Hàn chủ nói, bị đạo linh đánh, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Bút đại đạo cạn lời. Diệp Huyên đột nhiên nói, Hàn chủ, người có biết quá khứ tông không? Quá khứ tông? Nghe vậy. Hàn chủ ngây cả người, sau đó cau mày lại, thế lực nào vậy? Sắc mặt Diệp Huyên tối sầm xuống. Hàn chủ này vậy mà lại không biết. Hắn không ngờ, hàn chủ này lại không biết quá khứ tông. Điều này không bình thường. Hàn chủ bỗng nhiên nói, ta thật sự chưa từng nghe tới quá khứ tông này, nổi tiếng lắm sao? Diệp Huyên khẽ lắc đầu, chưa từng nghe tới, vậy thì bỏ đi. Nói xong. Hắn mỉm cười, sau đó lại nói, ân tình giúp đỡ hôm nay của hàn chủ, ta khắc sâu trong lòng, nếu ngày sau hàn chủ có việc cần. Hàn chủ đột nhiên nói, bây giờ ta có việc cần. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Hàn chủ nhìn Diệp Huyên, khó xử sao? Diệp Huyên cười nói, không khó xử, mời hàn chủ nói.
Hàn chủ trầm giọng nói, ta muốn ngươi cứu một người giúp ta. Diệp Huyên nói, phong ấn của chủ nhân bút đại đạo sao? Hàn chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, dạng người như thế nào? Hàn chủ nói, cũng là người tham ô. Diệp Huyên không còn gì để nói. Rốt cuộc đạo môn này có bao nhiêu người tham ô? Hàn chủ lại nói, được không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, bị giam bao lâu rồi? Hàn chủ nói, mấy ngàn vạn năm. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, thật sự chỉ là tham ô. Hàn chủ gật đầu, ta có thể thề. Diệp Huyên nói, dẫn ta đi. Hàn chủ cười nói, cảm ơn. Nói xong, nàng ta mang theo Diệp Huyên biến mất khỏi nơi này. Ở nơi nào đó sâu trong tinh không, Hàn chủ mang theo Diệp Huyên vượt qua thời không. Dường như Diệp Huyên nghĩ đến điều gì, thầm hỏi trong lòng, tiểu bút, năm đó huynh tham ô cái gì? Tiểu bút nói, gì cũng tham. Diệp Huyên giơ ngón cái, huynh thật trâu bò. Nói xong, hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, vậy đồ đâu rồi? Tiểu bút nói, bị chủ nhân tịch thu rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhất thời thất vọng không thôi, vậy mà đều bị tịch thu rồi. Tiểu bút khẽ thở dài, không phải ta muốn tham, mà là bọn họ cho quá nhiều. Diệp Huyên. Tiểu bút tiếp tục nói, sau khi cậu mở thư viện này, ta cảm thấy cậu cần chú ý đến vấn đề này hơn, giống như chủ nhân nói lúc trước, cậu có thể quản thúc bản thân, nhưng không có nghĩa người khác có thể giống cậu. Một khi thư viện của cậu bắt đầu mục nát từ bên trong, vậy vấn đề cũng lớn rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn vẫn luôn rất coi trọng vấn đề này. Nếu như nội bộ xảy ra vấn đề, vậy đối với rất nhiều nơi, thư viện Quan Huyên chính là một tai họa. Đúng lúc này, Hàn chủ bất chợt nói ra, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, ở sâu trong tinh không xa xôi, nơi đó lơ lửng một tòa cung điện đen kịt. Hàn chủ nhìn Diệp Huyên, chúng ta vào đi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người tới trước cung điện, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cung điện, bên trên cung điện không có bất kỳ bức hoành nào, là một tòa cung điện không tên. Hàn chủ dẫn Diệp Huyên đi vào trong cung điện, vừa vào trong cung điện, Diệp Huyên đã cảm nhận được hơi thở âm u lạnh lẽo. Hàn chủ dẫn Diệp Huyên đi sâu vào trong, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu sang phải. Trong góc tường bên phải cách họ không xa có một ông lão đang ngồi, mà lúc này, ông lão chợt mở hai mắt ra, khi nhìn thấy Hàn chủ, ông ta lập tức sửng sốt, Hàn chủ. Hàn chủ thoáng nhìn ông lão, sau đó nói, cô Hình, ngươi còn sống. Ông lão tên là cô Hình vội nói, Hàn chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Hàn chủ chớp chớp mắt, cứu người. Cô Hình ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Ông ta liếc nhìn đánh giá Diệp Huyên một lát rồi vội vàng nói, không biết nên xưng hô với vị công tử này như thế nào. Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Cô Hình run giọng nói, Diệp Thiếu, có thể cứu mạng này của lão phu hay không? Nếu Diệp Thiếu bằng lòng ra tay cứu giúp, ta nhất định lấy thân báo đáp. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn chủ, đi thôi. Hàn chủ gật đầu, hai người đi sâu vào trong. Nhìn thấy hai người rời đi, cô Hình sốt ruột gọi, Diệp Thiếu, Diệp Thiếu. Diệp Huyên cũng không quay đầu lại nữa. Hắn không phải nhà từ thiện. Đối với người không quen, hắn sẽ không tùy tiện cứu giúp. Có người, người cứu hắn rồi. Hắn không cảm kích người cũng coi như thôi. Nhưng thậm chí hắn còn có thể cắn ngược người một phát. Hắn đã từng nếm trải thua thiệt này rồi. Chỉ chốc lát. Hàn chủ đã dẫn Diệp Huyên đi tới nơi sâu trong đại điện, không xa trước mặt hai người có một cây cột đá, bên cạnh cây cột đá có một người đàn ông đang ngồi xếp bằng. Khuôn mặt của người đàn ông này có vài nét tương tự Hàn chủ. Người đàn ông đột nhiên mở mắt, khi thấy Hàn chủ, hắn ta sững ra, sau đó gọi tỷ. Tỷ. Diệp Huyên thoáng nhìn Hàn chủ, không nói lời nào. Hàn chủ trầm giọng nói, vẫn khỏe chứ? Người đàn ông khẽ cười nói, vẫn chưa chết. Hàn chủ nói, sau này ngươi sẽ không bị giam ở nơi này nữa. Nói xong, nàng ta quay người nhìn về phía Diệp Huyên, làm phiền Diệp công tử rồi. Diệp Huyên thoáng nhìn người đàn ông, cũng không nói lời thừa thãi, hắn mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, giống như trước đó, kiếm Thanh Huyên vừa xuất hiện, trên đỉnh đầu người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện những đạo ấn,
mà ngay sau đó, những đạo ấn kia dần dần biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông kia ngây ra, một lát sau, hắn ta nhìn hai tay của mình, sau đó khẽ nói, phong ấn mất rồi. Hàn chủ nhìn về phía Diệp Huyên, chân thành nói cảm ơn. Diệp Huyên mỉm cười, khách sáo rồi. Hàn chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía người đàn ông nơi xa, ánh mắt phức tạp, Anan, người tự do rồi. Nghe vậy, người đàn ông tên là Anan chậm rãi đứng dậy, hắn ta khẽ nhắm mắt lại, một lát sau, hắn ta hít sâu một hơi, run giọng nói, tự do rồi. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyên, ta nợ ngươi một ân tình. Diệp Huyên cười nói, không cần, ta nợ tỷ ngươi ân tình, cứu ngươi cũng là trả lại ân tình cho nàng ta. Anan lắc đầu, tỷ ta là tỷ ta là ta. Nói xong, hắn ta mở bàn tay ra, một tấm bùa truyền âm chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên, ngày sau nếu có gì cần đến, thúc động bùa này, cho dù đối thủ của ngươi là ai, mạnh cỡ nào, ta nhất định chiến đấu vì ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nhận lấy bùa truyền âm, được. Nói xong, hắn nhìn về phía hàn chủ, hẹn ngày gặp lại. Hàn chủ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyên quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Anan bỗng nói, tỷ, hắn là. Hàn chủ khẽ nói, một tên có ý muốn tạo phản. Anan sửng sốt. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi cung điện kia, hắn quay người thoáng nhìn, trước đó hắn nhìn sơ qua. Trong đại điện nhốt ít nhất 4 người. Đều là cao thủ đỉnh cấp. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu bút, huynh biết chủ nhân huynh giam cầm bao nhiêu người của đạo môn không? Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, không biết. Nhưng mà, chắc chắn sẽ không ít. Diệp Huyên hơi không hiểu, chẳng lẽ chủ nhân huynh không có trợ thủ đắc lực nào sao? Bút đại đạo nói, chính là đạo linh kia, nàng ta là trợ thủ đắc lực của chủ nhân, là người công chính nghiêm minh thật sự. Không chỉ như vậy, còn có quyền hạn chém trước tấu sau, vô cùng ghê gớm. Trong toàn bộ đạo môn, không người nào không sợ nàng ta. Người phụ nữ này thật sự không nể nang chút tình cảm nào, chỉ cần cậu phạm sai lầm, chắc chắn nàng ta sẽ xử phạt. Diệp Huyên cười nói, không phải như vậy rất tốt sao? Bút đại đạo khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Năm đó nó thê thảm lắm. Diệp Huyên cười nói, tiểu bút. Từ trong cuộc trò chuyện của mục sinh cô nương và hàn chủ ta biết được, trước kia huynh hẳn là một nhân vật có máu mặt. Bút đại đạo lại thở dài, đều là quá khứ rồi. Bây giờ còn nhắc tới chuyện này làm gì? Diệp Huyên cười ha ha, đúng, đều là quá khứ rồi, không nhắc tới nữa. Nói xong, hắn dứt khoát ngự kiếm bay lên, biến mất ở tận cùng tinh không. Bút đại đạo bỗng không biết phải nói gì. Ta chỉ khiêm tốn chút thôi. Sao cậu không nhắc tới nữa chứ? Nhắc đi. Không nhắc tới, sao nó ra vẻ được? Sau khi Diệp Huyên rời đi không lâu, một cô gái mặc áo bào đen chợt xuất hiện ở nơi này, cô gái áo bào đen nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, thời không bên phải cô gái áo bào đen bỗng nhiên nứt vỡ, ba người chậm rãi đi ra. Người cầm đầu chính là mục sinh đã rời đi trước đó. Mục sinh nhìn cô gái áo bào đen, ngươi là người của quá khứ tông. Cô gái áo bào đen lạnh lùng nhìn mục sinh, khinh thường nói, đạo môn. Mục sinh nhíu mày, bất thình lình, nàng ta xông lên phía trước, trực tiếp tung cú đấm về phía cô gái áo bào đen. Vẻ mặt cô gái áo bào đen vẫn rất bình tĩnh, khi cú đấm kia đi đến trước mặt nàng ta chợt giơ ngang tay chặn lại. Ầm ầm. Giây phút này. Thời không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng xung quanh hai người trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà hai người đều lùi về sau một bước. Lúc này, tay trái cô gái áo bào đen đột nhiên siết thành nắm đấm, sau đó mãnh liệt đánh về phía đầu mục sinh. Trong mắt mục sinh lóe vẻ khinh thường, tay trái nàng ta cũng siết thành nắm đấm rồi đánh về phía đầu cô gái áo bào đen. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, cô gái áo bào đen kia lại không hề lùi bước. Quỳnh. Quỳnh. Cứ như vậy, hai cô gái sử dụng nắm đấm của mình đánh lên đầu đối phương, hai người vừa tiếp xúc đã tách ra, đều lùi ra xa nghìn trượng. Nhưng mà, hai người đều không xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, hàn chủ ở bên cạnh nhíu mày,
nàng ta nhìn cô gái áo bảo đen kia, người cũng tu luyện cơ thể. Lúc này, Mục Sinh bỗng cười nói, thật thú vị. Cô gái áo bảo đen lạnh lùng nhìn Mục Sinh, thú vị mẹ nhà ngươi. Mục Sinh sửng sốt, sau đó tức giận mắng, con bà ngươi. Sắc mặt Hàn chủ lập tức đen lại. Trực tiếp mắng chửi thô tục. Sau khi mắng xong, Mục Sinh xông thẳng lên trước, sau đó tung cú đấm về phía cô gái áo bảo đen. Cú đấm này vừa ra, một luồng sức mạnh kinh khủng tựa như dòng lũ lớn đổ ập xuống người cô gái áo bảo đen. Tình thế không thể đỡ nổi. Trước mặt Mục Sinh, trong mắt cô gái áo bảo đen kia lóe vẻ dữ tợn, cơ thể nàng ta hơi run lên, sau đó hóa thành một tàn ảnh xông về phía Mục Sinh. Cứng rắn chống chọi. Hai cô gái đều không cam lòng yếu thế, dứt khoát lựa chọn cứng rắn chống chọi. Ầm ầm. Hai người vừa tiếp xúc đã bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, sau đó đồng thời lùi nhanh về phía sau. Sau khi cô gái áo bảo đen lui vạn trượng, nàng ta không ra tay tiếp nữa, mà quay người xé rách thời không, biến mất ở nơi xa. Nhìn thấy cô gái áo bảo đen dứt khoát chuồn đi, Mục Sinh nhíu chặt mày lại. Hàn chủ và A Nan đi đến bên cạnh Mục Sinh, Hàn chủ trầm giọng nói, sao đám người này lại đột nhiên xuất hiện, quan trọng nhất chính là, vậy mà Diệp công tử kia cũng biết bọn họ không bình thường. Mục Sinh nói, nàng ta chính là đi theo Diệp Huyên. Hàn chủ trầm giọng nói, nàng ta muốn giết Diệp công tử. Mục Sinh gật đầu. Hàn chủ không hiểu, vì sao? Mục Sinh nhún vai, không biết. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Hàn chủ hỏi, ngươi đi đâu? Mục Sinh cũng không quay đầu lại, thả lỏng. Hàn chủ. Sau khi Mục Sinh đi, Hàn chủ liền lắc đầu, người phụ nữ này lại không muốn quan tâm việc gì nữa rồi. A Nan nói với giọng nặng nề, tỷ, quá khứ tông này là. Hàn chủ nhẹ nhàng đáp, một thế lực vô cùng thần bí đến mức đến cả đạo môn của chúng ta cũng không biết rõ được gốc gác của bọn họ, chỉ biết họ đến từ quá khứ thôi. Quá khứ? A Nan chau mày, vậy chẳng phải đã vi phạm pháp tắc thời không sao? Hàn chủ gật đầu, đúng vậy, gần đây thời không chủ cũng rất đau đầu. Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía xa, chuyện làm ta khá bất ngờ là không ngờ quá khứ tông này lại truy sát Diệp công tử. A Nan hạ giọng nói, vị Diệp công tử này gặp nguy hiểm sao? Hàn chủ im lặng. Tận cuối tinh không, Diệp Huyên đang ngự kiếm phi hành. Lúc này cơ thể hắn đã đến độ cao chưa từng có. Đừng nói đến thiên vị cảnh. Dù là cổ đạo cảnh cũng đừng mơ giết được hắn. Bút đại đạo bỗng dưng nói, cậu muốn đi đâu? Diệp Huyên chỉ cười và không nói gì. Bút đại đạo lại nói, đến chỗ mà cậu nhìn thấy trước đây sao? Diệp Huyên gật đầu. Bút đại đạo hạ giọng nói, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nơi mà muội muội cậu cho cậu xem nhất định không phải nơi đơn giản, mặc dù bây giờ cơ thể cậu đã trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn chưa phải là vô địch. Cậu di chuyển đến nơi mới nhanh vậy vẫn sẽ bị ăn hành thôi. Diệp Huyên nghe vậy thì chau mày. Lăn lộn đến thương tích đầy mình như bây giờ khiến hắn hiểu ra một quy luật. Vô địch ở thế giới này. Ăn hành ở thế giới khác. Bút đại đạo lại nói, cậu đừng bồng bột. Diệp Huyên thở dài. Hắn cũng đâu muốn bồng bột đâu. Nhưng... Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xăm, im lặng hồi lâu rồi nói. Không sao, ta không tin số mình lại nhỏ như thế, lần này nhất định ta phải khiêm tốn làm người. Hắn nói xong thì biến mất khỏi đó ngay. Bút đại đạo thở dài. Cậu khiêm tốn cái củ lôi. Sự khiêm tốn của cậu là ngông cuồng trong mắt người khác. Một ngày sau, Diệp Huyên vào trong tinh vực của một vùng hỗn độn, khắp nơi trong tinh vực đó đều tràn ngập một loại khí đen kỳ quái, cả tinh vực đầy vẻ chết chóc. Vô cùng quỷ dị. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, ánh mắt thêm phần cảnh giác. Lúc này, dường như Diệp Huyên nghĩ ra gì đó, bỗng dưng nói, tiểu tháp, ta nhớ hình như ngươi có khả năng cảnh báo. Tiểu tháp lạnh lùng đáp, người xem ta là thiết bị cảnh báo à? Diệp Huyên. Tiểu tháp nói tiếp, người cũng không nghĩ thử xem đã bao lâu rồi ta chưa được cải tạo, sao bây giờ ta có thể theo kịp được thời đại? Diệp Huyên hạ giọng nói, dù có thế nào thì ngươi cũng có tu luyện mà. Tiểu tháp thở dài, người không hiểu. Địch. Diệp Huyên liền nhảy lên,
nói, ta thấy là ngươi lười nhát thôi. Tiểu Tháp nói, tu luyện một đời không bằng cải tạo một ngày, người nói xem ta tu luyện có ý nghĩa không? Diệp Huyên im lặng. Bút Đại Đạo bỗng nói, Tiểu Tháp, tư tưởng đó của ngươi không ổn, ý nghĩa của đời người nằm ở quá trình, thái độ buông xuôi này của ngươi. Tiểu Tháp nói, ngươi cũng biết đấy là đời người, ta là Tháp, ai quy định ý nghĩa đời Tháp đâu? Tiểu Bút im lặng. Tiểu Tháp tiếp tục nói, mọi người đừng khuyên ta nữa. Ta tin lựa chọn của ta không sai. Dù gì thì ta có được ngày hôm nay cũng toàn là chờ thời. Tiểu Bút cạn lời. Diệp Huyên cũng cạn lời. Mà nó cũng sống kiểu chờ thời thật. Tiểu Tháp nói tiếp, các người cần phấn đấu, còn ta chỉ cần chọn một người giỏi để theo. Các người nỗ lực là một lựa chọn, ta đi theo người khác cũng là một sự lựa chọn, đều là chọn lựa cả, có gì không ổn sao? Bút Đại Đạo hạ giọng nói, Tiểu Tháp. Ngươi có từng nghĩ nếu có một ngày người mà ngươi chọn lựa xa cơ thất thế thì ngươi sẽ làm sao? Diệp Huyên liền nói, Bút Đại Đạo, huynh đừng nói vòng vo tam quốc. Bút Đại Đạo. Diệp Huyên lại nói, cái gì mà người mà nó lựa chọn xa cơ? Huynh nhận định sau này ta sẽ là một tên vô dụng sao? Huynh không nghe Ứng Thanh nói sao? Sau này ta sẽ là kiếm chủ nhân gian, là nhân vật vô địch, thiên hạ đệ nhất kiếm. Bút Đại Đạo nói, nàng ta còn nói cậu sẽ chết. Diệp Huyên sượng sùng. Tiểu Tháp bỗng nói, cuối cùng thì ta cũng biết sao Bút Đại Đạo ngươi lại chật vật thế rồi. Với cái đầu này của ngươi thì cũng chỉ có thể làm một cây bút thôi. Bút Đại Đạo giận dữ nói, Tiểu Tháp, ngươi đừng có cà khịa nhau nha. Tiểu Tháp nói, làm người hay làm tháp thì cũng đều phải có giá trị của mình. Ta lăn lộn đến bây giờ, dù cho không đi theo tiểu chủ. Với khả năng nghịch thiên của ta, người nói ta nghe thử, ta đến đâu mà không là người có máu mặt chứ? Bút Đại Đạo im lặng. Tiểu Tháp tiếp tục nói, còn ngươi thì sao? Ta không muốn đả kích ngươi đâu, có điều ta muốn nói rằng, ngươi tên là Bút Đại Đạo nhưng nói thật, đến bây giờ ta vẫn chưa thấy ngươi có tác dụng nào cả. Còn ngày ngày muốn ra vẻ, Tiểu Bút, ta nhắc nhở ngươi một câu, con người ta khi đã sa sút thì phải biết mình đang ở đâu, đừng mãi nghĩ về thời huy hoàng ngày xưa. Vì những thứ đó đều đã qua rồi. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, như bây giờ, ngươi theo tiểu chủ lâu vậy rồi, ngươi gọi một tiếng tiểu chủ có quá đáng không? Bút Đại Đạo im lặng. Tiểu Tháp còn muốn nói thêm nữa nhưng Diệp Huyên mỉm cười, nói tới đây thôi. Hắn nói xong thì ngự kiếm từ từ bay về xa. Một lúc sau, Diệp Huyên bỗng dừng lại, trên tinh không đằng xa trước mặt hắn có một quán rượu. Quán rượu. Diệp Huyên ngây ra. Ai lại mở quán rượu giữa tinh không thế này? Diệp Huyên do dự một lúc rồi quyết định đến xem thử. Diệp Huyên nhanh chóng đến trước quán rượu, lúc này quán rượu rất vắng vẻ, chỉ có một ông già ngồi trên ghế sau quầy tiếp đón, hình như đã ngủ say. Diệp Huyên nhìn ông già, sau đó đi đến trước quầy tiếp đón, nói, ông chủ. Lúc này, ông già mới từ từ mở mắt ra, nhìn Diệp Huyên và không nói gì. Diệp Huyên nói, cho một bình rượu đi. Ông già vẫn không nói gì. Diệp Huyên không nói thêm gì, quay lưng đi. Lúc này ông già bỗng nói, đợi đã. Diệp Huyên quay lại nhìn ông già phất tay, một bình rượu liền bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhận lấy bình rượu. Hắn nhìn xung quanh rồi nói với vẻ hơi tò mò, ông chủ, đây là đâu thế? Ông già thản nhiên nói, thiên vực hỗn loạn. Thiên vực hỗn loạn. Diệp Huyên chau mày, hắn chưa từng nghe nói đến. Ông già mỉm cười, nói, lần đầu đến đây sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông già nhìn Diệp Huyên rồi nói, cảnh giới của cậu quá thấp, nếu là trước đây thì cậu vừa đến đã toi mạng rồi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Ông già mỉm cười, nói, chỗ này được gọi là thiên vực hỗn loạn, vì sao à? Vì chỗ này rất loạn, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu, bây giờ hết loạn rồi sao? Ông già gật đầu, bây giờ Huyên Thanh Tông đã tiếp quản toàn bộ thiên vực hỗn loạn rồi. Diệp Huyên tò mò, Huyên Thanh Tông. Ông già mỉm cười, nói, chưa nghe nói đến bao giờ sao? Diệp Huyên gật đầu. Huyên Thanh. Anh cũng khá tò mò về cái tên Huyên Thanh, vì tên hắn có chữ Huyên, tên của Thanh Nhi lại có chữ Thanh. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì hỏi, tiền bối,
tông chủ của Huyên Thanh Tông là nam hay nữ vậy? Ông già nhìn Diệp Huyên, nói cậu hỏi chuyện này làm gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói tò mò. Ông già nói, là nữ, hơn nữa còn là một kiếm tu. Á đù! Diệp Huyên liền phấn khích. Ông già nhìn Diệp Huyên phấn khích nói, nữ kiếm tu sao? Ông lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nghe vậy thì càng thích thú hơn, nàng ta tên Thanh Nhi hả? Ông già lắc đầu, cái này thì ta không biết. Diệp Huyên vội nói, làm sao để đến Huyên Thanh Tông? Trực giác mách bảo hắn tông chủ của Huyên Thanh Tông này là Thanh Nhi, ngoài Thanh Khâu và Thanh Nhi áo trắng ra, hắn còn quen hai Thanh Nhi nữa là Đồ và Tiểu Thất. Tiểu Thất. Hắn nghĩ đến đây thì thấy hơi thương cảm. Cũng không biết Tiểu Thất trôi giạt về đâu rồi. Ngoài Tiểu Thất ra, còn có một Thanh Nhi nữa mà hắn chưa từng gặp. Lẽ nào tông chủ của Huyên Thanh Tông là... Diệp Huyên nghĩ đến đây thì càng phấn khích hơn. Nhận người thân. Ông già nói, cậu muốn đến Huyên Thanh Tông sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông già nói với vẻ mặt khác thường, cậu đến đó làm gì? Diệp Huyên cười ha ha, đến nhận muội muội. Muội muội. Ông già chau mày, đang định nói thì bỗng có một cô gái mặc đồ trắng ở phía xa từ từ bước đến. Diệp Huyên quay lại nhìn về cô gái áo trắng, mái tóc cô gái dài chấm vai, chân mày sắc sảo, tay cầm một thanh kiếm, rất oai phong. Cô gái áo trắng bước đến trước quán rượu, liếc nhìn Diệp Huyên rồi nói, cho một bình rượu. Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc. Ông chủ nhìn cô gái, sau đó vội vàng mang đến một bình rượu. Cô gái mở bình rượu ra, uống ửng ực, rượu chảy dài xuống từ khóe miệng nàng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái, chớp chớp mắt. Cô gái này hào sảng thật. Lúc này, cô gái đặt bình rượu xuống. Nhìn Diệp Huyên, nói, đẹp không? Diệp Huyên gật đầu, đẹp. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngồi đi. Diệp Huyên do dự một lát rồi ngồi xuống trước mặt cô gái, mỉm cười, nói, xưng hô với cô nương thế nào đây? Cô gái thản nhiên đáp, Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh. Diệp Huyên ngây ra, sau đó mỉm cười, nói, trùng hợp thật, ta cũng họ Diệp, ta tên Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh cầm bình rượu lên uống ực một ngụm rồi nói, lần đầu đến thiên vực hỗn loạn sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh đặt bình rượu xuống, nhìn về Diệp Huyên, nói, đến làm gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đến rèn luyện. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên rồi nói, hơi yếu một chút. Diệp Huyên cạn lời. Sao cô gái này lại nói chuyện thẳng thắn quá thế? Chẳng uyển chuyển chút nào. Diệp Thanh Thanh nói, nếu ngươi muốn rèn luyện thì ta có biết chỗ này, chắc là hợp với ngươi, có hứng thú đến đó không? Diệp Huyên hơi tò mò, chỗ nào? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, cổ kiếm trùng. Diệp Huyên chau mày, cổ kiếm trùng. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nàng ta búng ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt ông chủ tính tiền. Nàng ta nói xong thì đứng dậy, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Vừa dứt lời thì nàng ta liền đi về phía xa. Diệp Huyên đứng đó, không biết nói gì. Ta vẫn còn chưa đồng ý đi mà. Có điều, cuối cùng hắn vẫn chọn đi. Hai người họ nhanh chóng biến mất hút trong tinh không xa xăm. Ông chủ nhìn theo hai người họ khuất dần trong tinh không thì im lặng một lúc lâu, sau đó xòe bàn tay ra, một bức tranh chân dung liền xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta nhìn bức chân dung và lặng thinh. Trong tinh không, Diệp Huyên liếc cô gái áo trắng bên cạnh. Phải công nhận rằng nàng ta rất đẹp, khuôn mặt tuyệt sắc không chỗ chê, nhưng hơi lạnh lùng. Diệp Huyên bỗng thầm hỏi, tiểu bút, huynh có thể cảm giác được cảnh giới của vị cô nương này không? Bút đại đạo im lặng một lúc mới nói, cậu đề cao ta quá rồi. Ta chỉ là một cây bút thôi. Diệp Huyên câm nín. Tiểu tháp lại chợt nói, ta biết nè. Diệp Huyên vội hỏi, cảnh giới gì vậy? Tiểu tháp đáp, cụ thể thì không biết, nhưng theo ta, nàng ta chắc chắn mạnh hơn người. Diệp Huyên, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Tiểu tháp. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bỗng hỏi, trật tự cảnh. Diệp Huyên gật đầu đáp, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh liếc Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười, Diệp Thanh Thanh cô nương.
Diệp Thanh Thanh lại bảo, người có thể gọi ta Thanh Thanh. Diệp Huyên chớp mắt, cái này. Diệp Thanh Thanh cau mày hỏi, có vấn đề gì à? Diệp Huyên lập tức đáp, không có. Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừ. Diệp Huyên ngó Diệp Thanh Thanh, tuy cô gái này trông rất lạnh lùng, nhưng trong tâm vẫn vô cùng hiền hòa. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, cảnh giới thì vẫn cần tăng lên một chút, đương nhiên, tình huống của ngươi cũng chẳng thể vội được. Dù sao, ngươi cũng đi theo con đường ngoại trật tự nên cứ chậm chút. Diệp Huyên cười, ngoại trật tự, Thanh Thanh cô nương cũng biết nó hả? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, trông ta không giống một cao thủ hả? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Đúng lúc này, đằng xa bỗng truyền đến tiếng đánh nhau, cả tinh không đều đang chấn động. Diệp Huyên hoàn hồn lại nhìn về phía xa, trong tinh không xa xôi kia đang có một ông lão đánh nhau với một người phụ nữ xinh đẹp. Hai người đều là trật tự cảnh. Ở bất cứ vũ trụ nào thì trật tự cảnh cũng hiếm có như cao thủ thiên vị cảnh vậy. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, nàng ta nhàn nhạt hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Diệp Huyên cười, được rồi. Diệp Thanh Thanh liếc Diệp Huyên rồi tiếp tục lên đường. Bấy giờ, hai người đang đánh nhau đằng xa chợt dừng lại. Ông lão quay phát đầu lại liếc hai người Diệp Huyên, tức giận nói, không muốn chết thì lăn xa một chút. Lúc này, Diệp Thanh Thanh chợt nhìn về phía Diệp Huyên bảo, giết ông ta đi. Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nói, bọn họ không xứng để ta ra tay. Diệp Huyên chần chờ rồi nhìn ông lão kia nói, hay là, ông nói chuyện khách sáo chút đi. Ông lão giận dữ chừng Diệp Huyên, làm càn. Ông ta quát xong bèn siết chặt tay phải đấm về phía Diệp Huyên, một quyền ấn xuất hiện rồi đập thẳng đến chỗ hắn. Diệp Huyên đứng im tại chỗ, mặc kệ một quyền kia đấm lên người mình. Ầm. Diệp Huyên vẫn chẳng hề hấn gì. Ông lão và người phụ nữ xinh đẹp kia thấy vậy thì ngây người. Diệp Huyên ngó Diệp Thanh Thanh bên cạnh, song vẻ mặt nàng ta vẫn bình tĩnh như nước, không hề có tí cảm xúc nào. Diệp Huyên thấy thế thì cau mày, biết mình lợi hại như nào mà nàng ta lại chẳng kinh ngạc lấy một chút sao. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, lợi hại ghê. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Cô dỗ con nít đó hả? Đằng xa, ông lão kia run rẩy nói, các hạ, ban nãy đã có nhiều đắc tội, mong các hạ thứ lỗi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được rồi, lần sau đối xử với người khác khiêm tốn với khách sáo chút. Ông lão vội kính cẩn khom lưng, cảm ơn tiền bối đã giơ cao đánh khẽ. Ông ta nói xong bèn xoay người biến mất ở đằng xa. Người phụ nữ xinh đẹp kia liếc Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh rồi cũng xoay người biến mất. Hai người tiếp tục lên đường. Diệp Thanh Thanh bỗng hỏi, đây là trật tự của ngươi hả? Diệp Huyên cười, mới câu đầu tiên đã giết người có vẻ không được tốt cho lắm. Diệp Thanh Thanh liếc Diệp Huyên nói, người nọ kiêu ngạo hống hách quen rồi. Ngươi cảm thấy ông ta sẽ vì chuyện này mà thay đổi ư? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, ta cảm thấy, sau chuyện này, tương lai ông ta sẽ làm việc càng cẩn thận hơn. Diệp Thanh Thanh lại nói, trật tự của ngươi nghĩ đẹp quá, có chút không thực tế lắm. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi hỏi, cô có kiến nghị gì không? Diệp Thanh Thanh ngó Diệp Huyên nói, dùng pháp và hình để ước thúc lòng người. Diệp Huyên trầm ngâm suy nghĩ. Diệp Thanh Thanh lại bảo, đừng nghĩ cái đó nữa. Lo tăng thực lực lên trước đi đã. Không thì, có nghĩ ra gì cũng là mơ thôi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế thật. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay Diệp Thanh Thanh nói, Thanh Thanh cô nương. Diệp Thanh Thanh bỗng ngắt lời Diệp Huyên, bảo ngươi kêu Thanh Thanh thì kêu Thanh Thanh đi, thêm cô nương làm gì? Diệp Huyên. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh mới nói, hỏi đi. Diệp Huyên hỏi, cô là người của Huyên Thanh Tông hả? Diệp Thanh Thanh đáp, không phải. Không phải. Diệp Huyên nghe vậy cau mày lại. Vốn dĩ. Hắn nghĩ rằng Diệp Thanh Thanh sẽ là người của Huyên Thanh Tông, nhưng ai ngờ đối phương lại không phải. Diệp Huyên chợt trầm ngâm. Lúc này, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, sắp đến rồi. Diệp Huyên hoàn hồn lại nhìn về đằng xa, trong tinh không xa xôi, hắn loáng thoáng thấy được một thanh kiếm khổng lồ.
Diệp Huyên lập tức hứng thú, Thanh Thanh, cổ kiếm chủng là một nơi như nào thế? Diệp Thanh Thanh đáp, nó từng là nơi chôn cất của một đám kiếm tu. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh hỏi, nơi chôn cất của kiếm tu? Diệp Thanh Thanh gật đầu, ở rất lâu trước đó, nơi ấy từng xảy ra chiến tranh, vô số kiếm tu chết trận nên nó mới trở thành kiếm chủng. Diệp Huyên lại hỏi, có thể kể về trận chiến kia không? Diệp Thanh Thanh nói, không có gì hay để kể cả, đều là một đám con kiến thôi. Diệp Huyên lại liếc Diệp Thanh Thanh, nàng ta ngừng một lát rồi nói, chỉ có vậy thôi, không có gì hay để kể cả. Diệp Huyên cạn lời. Một lát sau, hai người đi tới trước mặt thanh kiếm kia. Giờ phút này, Diệp Huyên cũng thấy rõ thanh kiếm ấy. Nó ít nhất phải cao tới nghìn trượng, bên trên có vô số lỗ hổng. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, đi thôi. Nàng ta dẫn Diệp Huyên đi vào sâu bên trong, ngay khi hai người định bước vào thì chợt có một luồng kiếm thế vô hình ập tới trước mặt. Sau đó, một bóng người xuất hiện. Bóng người nhìn cả hai nói, kẻ bước vào kiếm chủng, chết. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, được thôi. Nàng ta nói xong bèn vung tay lên, bóng người kia trực tiếp bị giết chết. Diệp Huyên, Diệp Thanh Thanh nói, đi thôi. Nàng ta nói xong cả bèn tiếp tục lên đường. Trên đường, Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh, quanh đây là một mảnh hoang vắng, trong tinh không nổi lơ lửng một ít tàn kiếm và đồ cổ. Như lời Diệp Thanh Thanh đã nói, nơi này từng xảy ra chiến tranh. Hơn nữa, hắn còn phát hiện thời không nơi này cực kỳ yếu ớt, như kiểu chọc một cái là vỡ. Diệp Thanh Thanh nói, đừng nhìn chúng, những cái đó đều là rác rưởi. Đi vào trong đi, tuy bên trong cũng là rác rưởi, nhưng tốt hơn đám này rất nhiều. Diệp Huyên liếc Diệp Thanh Thanh hỏi, ban đầu nơi này không có ai đến hả? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyên hỏi ngược lại, biết bóng người ban nãy có thực lực gì không? Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, thực lực gì? Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt đáp, cổ đạo cảnh. Diệp Huyên sửng sốt. Á đù! Bóng người kia là cổ đạo cảnh á? Phải nói là Diệp Huyên thật sự không ngờ tới vì bóng người đó chết quá nhanh. Vừa xuất hiện đã chết. Cái này thật sự chết quá nhanh. Diệp Thanh Thanh không nói gì nữa, dẫn Diệp Huyên đi tiếp vào chỗ sâu trong. Một lát sau, cả hai đã đi tới một mảnh tinh không đen tuyền. Nó giống như một cái vực sâu không đáy, khiến người ta nhìn mà sợ. Sau khi tiến vào mảnh tinh không tối đen này, Diệp Huyên lập tức cảm giác được vô số khí thế khủng bố. Diệp Huyên đến gần Diệp Thanh Thanh hỏi, Thanh Thanh, nơi này còn có ai còn sống không? Diệp Thanh Thanh đáp, đều chết hết rồi. Diệp Huyên nghe vậy mới yên tâm. Song lúc này, Diệp Huyên bỗng nhìn về phía bên phải, chỗ đó nổi lơ lửng một thanh kiếm. Hắn mở tay ra, nó lập tức bay đến trong tay. Diệp Huyên cẩn thận quan sát thanh kiếm đó, một lát sau mới nhỏ giọng khen, kiếm tốt. Diệp Thanh Thanh lại bảo, rác rưởi. Sắc mặt Diệp Huyên tức thì cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nói, đi. Nàng ta nói xong bèn kéo Diệp Huyên đi tiếp vào chỗ sâu trong. Chẳng mấy chốc, Diệp Thanh Thanh đã ngừng lại, liếc nhìn xung quanh rồi nói, chính là nơi này. Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện nơi đây đang nổi lơ lửng một vài kiếm ý hết sức đáng sợ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyên nói, chẳng phải ngươi muốn tăng kiếm đạo của mình lên hả? Ở trong này đi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ở trong đây là có thể hiểu được. Diệp Thanh Thanh chừng Diệp Huyên một cái, không phải ở trong này là hiểu được, ý ta là bảo ngươi hấp thu chúng. Hấp thu hết tất cả kiếm ý, kiếm thế và cả những thanh kiếm rách còn sót lại kia nữa. Diệp Huyên nghe thấy vậy thì sửng sốt. Diệp Thanh Thanh lại nói, ngươi ra đó làm gì, mau lên. Diệp Huyên do dự một chút rồi hỏi, vậy cũng được. Diệp Thanh Thanh gật được chứ sao không, chúng đều là vật vô chủ, giờ ngươi không hấp thu thì rất nhiều năm sau chúng cũng sẽ biến mất hết thôi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp, được rồi. Hắn nói xong bèn ngồi khoanh chân tại chỗ bắt đầu điên cuồng hấp thu những kiếm ý, kiếm thế còn sót lại xung quanh. Chẳng những vậy, những thanh kiếm cổ kia cũng vọt về phía hắn. Khi kiếm ý, kiếm thế và những thanh kiếm cổ kia bị Diệp Huyên hấp thu, khí tức trên người hắn cũng điên cuồng tăng lên. Diệp Thanh Thanh liếc Diệp Huyên rồi lùi sang một bên, cứ thế nhìn hắn, không nói gì. Xung quanh, ngày càng có nhiều kiếm ý và kiếm thế xuất hiện.
Hồi đó, có rất nhiều kiếm tu chết trong đây. Và lại, thực lực cũng không yếu. Thế nên, kiếm ý và kiếm thế do họ để lại cũng cực kỳ mạnh. Vì vậy, sau khi Diệp Huyên hấp thu chúng, thực lực của hắn cũng tăng lên một mảng lớn. Song đúng lúc này, một cô gái áo đen bỗng xuất hiện bên phải cách đó không xa. Ánh mắt nàng ta trực tiếp rơi lên người Diệp Huyên, lộ rõ sát khí. Cô gái áo đen chậm rãi siết chặt tay phải, một sức mạnh khủng bố yên lặng ngưng tụ. Nhưng bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bên cạnh bỗng mở miệng nói, trông ta không giống một cao thủ hả? Cô gái áo đen nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, sau đó chợt xông về phía nàng ta rồi giơ quyền lên đấm thẳng vào Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh chợt rút kiếm chém xuống. Cô gái áo đen lập tức lùi lại cả trăm vạn trượng, khi nàng ta dừng lại thì cánh tay phải đã bị chém đứt. Nàng ta ngẩng đầu nhìn cô gái áo trắng đằng xa, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, mẹ nó. Rốt cuộc thì tên khốn kia có bao nhiêu chỗ dựa vậy? Cô gái áo đen nói xong trực tiếp xoay người biến mất ở đằng xa. Diệp Thanh Thanh liếc nàng ta, xong, cũng không có đuổi theo, quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân bên cạnh. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một. Ba ngày sau, Diệp Huyên đang ngồi bỗng mở mắt ra. Một luồng khí thế khủng bố chợt bùng nổ ra từ trong người Diệp Huyên. Song vào giờ phút này, kiếm ý nhân gian của hắn cũng điên cuồng tăng lên và mạnh hơn trước rất nhiều. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, nắm chặt hai tay, một luồng khí tức kiếm đạo khủng bố chợt quét ngang ra xung quanh. Diệp Huyên phấn khích nói, đột phá. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, chưa. Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Thanh Thanh lại nói, người muốn đạt tới trật tự cảnh thì chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực. Ban nãy, người hấp thu những thứ kia chỉ tăng lên thực lực chứ không có tăng lên cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh mới nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh hỏi, đi đâu? Diệp Thanh Thanh đáp, đi sẽ biết. Diệp Huyên. Diệp Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Huyên chần chờ rồi cũng vẫn đi theo. Trên đường, Diệp Huyên chợt mở miệng hỏi, cô gái áo đen ban nãy là người của Quá Khứ Tông, cô biết môn phái đó không? Diệp Thanh Thanh nói, không có hứng thú. Diệp Huyên liếc Diệp Thanh Thanh nói, là một tông môn rất lợi hại đó. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt đáp, ồ. Diệp Huyên cạn lời. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, cho ta xem kiếm của ngươi đi. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Nàng ta đánh giá nó một lượt rồi trả lại cho hắn. Diệp Huyên vội hỏi, sao rồi? Diệp Thanh Thanh có chút khó hiểu, sao rồi gì? Diệp Huyên hỏi, có lợi hại không? Diệp Thanh Thanh ngó Diệp Huyên nói, thật là lợi hại. Diệp Huyên câm nín. Này là sao? Thật là lợi hại. Tuy miệng nàng ta thì nói lợi hại, nhưng trông vẻ mặt kia thì lại chẳng thấy lợi hại gì. Diệp Huyên thôi không nghĩ đến nó nữa, ngó thanh kiếm trong tay Diệp Thanh Thanh hỏi, có thể cho ta mượn thanh kiếm của cô xem không? Diệp Thanh Thanh đáp, tạm thời thì không được. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Diệp Thanh Thanh nói, tạm thời không thể xem, sau này thì có thể. Diệp Huyên cạn lời. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bỗng hỏi, người nói người phụ nữ kia là người của Quá Khứ Tông. Vậy tại sao nó lại muốn giết ngươi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, chắc là có liên quan đến hai người kia trong tương lai. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Huyên thì nghe hắn nói, ta quen hai người đến từ tương lai. Nàng ta nói 2.900 năm sau, ta sẽ chết. Sau đó lịch sử xuất hiện khoảng trống, mà cái chết của ta lại liên quan đến Quá Khứ Tông. Diệp Thanh Thanh bỗng ngắt lời hắn, nàng ta nói 2.900 năm sau ngươi sẽ chết. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh nghe vậy cau mày. Diệp Huyên lập tức cảm giác được một luồng khí tức lạnh như băng từ trên người nàng ta. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh mới hỏi tiếp, nàng ta còn nói gì nữa không? Diệp Huyên đáp, nàng ta nói, cái chết của ta có liên quan đến một thế lực thần bí tên Quá Khứ Tông. Thế nên, các nàng mới cố ý đến điều tra chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 238.